Kiếm vực vô địch là phần đầu của loạt truyện kiếm vực vô địch. Đệ nhất kiếm thần và hậu duệ kiếm thần. Nói về nhân vật chính là Dương Diệp, cha Diệp Huyên và là ông nội Diệp Quân. Mời các bạn cùng thưởng thức. Thật đáng tiếc, một tên trông thật tuấn tú. Bây giờ chắc tuổi của hắn cũng không quá 16-17 nhỉ. Ở tuổi này, đáng ra phải là tiền đồ vô lượng, đáng tiếc bây giờ lại là tạp dịch, đáng tiếc. Nghe nói trước kia ở An Nam Thành hắn được trưởng lão ngoại môn thu nhận làm đệ tử, ai mà biết được, hắn lại một năm không hấp thu được huyền khí, bị trưởng lão ngoại môn tức giận hạ xuống làm đệ tử tạp địch, còn được cái danh xưng đệ nhất phế vật của kiếm tông. Đệ nhất phế vật kiếm tông, chậc chậc, cái danh xưng này vang dội đấy. Nghe thấy lời người xung quanh nói, Dương Diệp dừng bước chân, tay phải nắm chặt cây chổi, một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, không để ý mấy người kia nữa. Nhanh chân bước về Thanh Phong Cốc. Kiếm vực vô địch, Dương Diệp. Tập 1. Kiếm Tông, Huyền Không Sơn, Tạp Dịch Phong. Với tư cách là tông phái lớn nổi danh ở Nam Vực, Kiếm Tông lưng tựa thập vạn Đại Sơn, phía Nam trông về đế quốc Đại Tần, kiến trúc chiếm liên tiếp hơn 1.000 dặm trong Huyền Không Sơn. Huyền Không Sơn có 7 đỉnh lớn, 36 đỉnh nhỏ, trong đó Tạp Dịch Phong là một trong vô số đỉnh nhỏ. Tạp Dịch Phong, tên cũng như nghĩa, là nơi ở của các đệ tử Tạp Dịch. Tuy Tạp Dịch Phong là nơi đệ tử Tạp Dịch ở, nhưng quy mô của nó có thể so sánh với một tòa thành nhỏ 30 mấy vạn người trong nước Đại Tần. Trời tờ mờ sáng, như thường lệ, Dương Diệp liền tỉnh dậy, rửa mặt đánh răng qua loa rồi cầm cái chổi sau cửa đi ra khỏi phòng. Nhìn một tia sáng trên trời, Dương Diệp hít một hơi thật sâu không khí tươi mát sáng sớm, một lát sau. Trên gương mặt nhỏ nhắn non nớt của Diệp Dương tràn ngập kiên định, thấp giọng nói. Cố gắng kiên trì, không từ bỏ. Nói xong, hắn bước nhanh về phía Thanh Phong Cốc. Các ngươi xem, kia không phải là đệ tử ngoại môn trước kia sao? Thì ra là hắn, người cũng biết đó chỉ là trước kia, hắn bây giờ chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, quét rác giống chúng ta thôi. Thật đáng tiếc, một tên trông thật tuấn tú. Bây giờ chắc tuổi của hắn cũng không quá 16-17 nhỉ. Ở tuổi này, đáng ra phải là tiền đồ vô lượng, đáng tiếc bây giờ lại là tạp dịch, đáng tiếc. Nghe nói trước kia ở An Nam Thành hắn được trưởng lão ngoại môn thu nhận làm đệ tử, ai mà biết được, hắn lại một năm không hấp thu được huyền khí, bị trưởng lão ngoại môn tức giận hạ xuống làm đệ tử tạp địch, còn được cái danh xưng đệ nhất phế vật của kiếm tông. Đệ nhất phế vật kiếm tông, chậc chậc, cái danh xưng này vang dội đấy. Nghe thấy lời người xung quanh nói, Dương Diệp dừng bước chân, tay phải nắm chặt cây chổi, một lát sau, hắn hít một hơi thật sâu, không để ý mấy người kia nữa, nhanh chân bước về Thanh Phong Cốc. Thanh Phong Cốc ở núi phía sau Tạp Dịch Phong, do vài tòa núi nhỏ chân và kẹp chặt, ở giữa là đáy cốc lún xuống, trong cốc cỏ mọc tùm, cỏ xanh như thảm, rất nhiều cây đại thụ chọc trời, cao vút, che khuất bầu trời. Nơi đây là chỗ đệ tử Tạp Dịch hái thuốc chặt củi mọi ngày, cũng là chỗ Dương Diệp tu luyện hàng ngày. Trên một tảng đá lớn, Dương Diệp tùy ý ném chổi sang một bên, sau đó ngồi trên tảng đá lớn, lấy ra một phong thư và một tượng đất nhỏ từ trong ngực, do hôm qua bận rộn cả ngày, hắn không có thời gian xem. Nhìn tượng đất nhỏ trong tay, trên gương mặt non nớt của Dương Diệp lộ ra nụ cười dịu dàng. Tượng đất rất nhỏ, không thể nói là rất tinh xảo, nhưng ngũ quan rõ ràng, đây là muội muội làm tượng đất hình hắn, tuy rằng có chút không giống, lại thô sơ nhưng đối với hắn mà nói. Nó là vật chân quý nhất. Nhẹ nhàng vuốt ve, Dương Diệp lại bỏ tượng đất vào trong ngực, nhìn bức thư trên tay, nhẹ nhàng thổi bụi trên phong thư, sau đó hết sức cẩn thận lấy thư trong phong thư ra đọc. Ca, kim tệ tháng trước huynh gửi chúng ta đã nhận được rồi. Từ sau khi huynh được kiếm tông nhận làm đệ tử ngoại môn, những nhà hàng xóm trước kia xem thường chúng ta liền thường xuyên đến nhà ta thăm hỏi. Hừ, tiểu giao biết, bọn họ là biết ca ca có bản lĩnh. Cho nên mới làm thân với mẹ và muội, một đám tiểu nhân. Dương Diệp hít một hơi sâu, khóe miệng hơi nhấc lên, nổi lên một tia tự giễu, đệ tử ngoại môn. Lúc lâu, Dương Diệp đè ép cảm xúc không cam tâm cùng bất đắc dĩ trong lòng, sau đó liếc nhìn phong thư. Còn nữa, người của Liễu gia thật đáng ghét, bọn họ lại cầu hôn với mẹ, để tiểu giao làm thiếp của cái tên mập 300 cân đó, tên mập kia đi đường còn không nổi, tiểu giao nhìn hắn ngay cả cơm cũng nuốt không nổi. Còn muốn để tiểu giao làm thiếp của hắn, may mà mẹ không đồng ý. Cho dù thật sự phải gả, tiểu giao cũng muốn gả cho ca ca. Xấu hổ quá,
huynh không được cười muội, cười trong lòng cũng không được cười. Liễu gia, trong mắt Dương Diệp lên một tia hàn quang, gia tộc này ở thành An Nam có thế lực không nhỏ, trước kia gia chủ Liễu gia muốn nạp mẫu thân hắn làm thiếp, nhưng mẫu thân thể chết không đồng ý, Liễu gia không dám gây ra án mạng, dù sao luật pháp nước Đại Tần nghiêm ngặt, Liễu gia cũng sẽ xảy ra phiền phức. Nhưng mà Liễu gia cũng không từ bỏ, ở thành An Nam gây khó dễ khắp nơi cho cả nhà bọn họ, muốn ép mẫu thân hắn tự nguyện vào Liễu gia, cuộc sống mặc dù khổ cực, nhưng mẫu thân hắn vẫn không thỏa hiệp với Liễu gia. Tình trạng này vẫn tiếp tục cho đến khi hắn được trưởng lão ngoại môn Kiếm Tông nhận làm đồ đệ, sau khi hắn trở thành đệ tử ngoại môn, Liễu gia mới hơi kiêng kỵ, không dám bức bách quá đáng. Nhưng hắn không ngờ, bây giờ Liễu gia lại có chủ ý với muội muội hắn. Thực lực, ta nhất định phải trở thành đệ tử ngoại môn. Dương Diệp hai nắm tay siết chặt, hắn biết, nếu tin hắn bị giáng làm đệ tử tạp dịch truyền đến thành An Nam, Liễu gia kia nhất định sẽ không kiêng nể, vậy thì tình cảnh của mẫu thân và muội muội hắn sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Dương Diệp cất thư, đi đến dưới tảng đá lớn, gạt cành cây ở dưới một tảng đá ra, dưới cành cây là bốn khối sắt đen xì giống như vòng tay. Bọc cánh tay và cổ chân lại bằng bốn khối sắt đen xì, đeo khối sắt lên, Dương Diệp lập tức cảm nhận được một cảm giác nặng nề, cũng may, trải qua một năm, bây giờ hắn đã quen với trọng lượng của khối sắt này. Sau khi đeo khối sắt, Dương Diệp đi đến trước một cái cây to, hai chân dùng sức đạp một cái, cả người bay lên không, hai tay vững vàng bắt được cành cây, sau đó mượn lực kéo của cánh tay, lên xuống nhấp nhô. Trong thời gian cử động lên xuống, cả cơ thể hắn tạo thành một tư thế quái dị, loại tư thế này làm cho cơ bắp toàn thân hắn đều cùng vận động. Đây là luyện thể quyết lúc trước hắn lấy được khi trở thành đệ tử ngoại môn, cũng không phải đồ tốt gì, chỉ cần là đệ tử ngoại môn đều có một quyển. Tác dụng của quyển công pháp này chính là tăng cường thể lực, khi gân cốt trong cơ thể đạt đến một cấp độ nhất định, sẽ sinh ra một tia huyền khí, có huyền khí rồi thì sẽ là một huyền giả chân chính. Năm đó hắn dùng quyển luyện thể quyết này tu luyện nửa năm cũng không tu luyện ra một tia huyền khí, cũng bởi vì thế hắn mới bị cách chức từ đệ tử ngoại môn thành đệ tử tạp địch ở tầng thấp nhất. Đệ tử ngoại môn bị giáng làm đệ tử tạp dịch, đây là chuyện chưa từng có trong lịch sử Kiếm Tông, cho nên hắn có được một cái danh xưng vô cùng vang dội, đệ nhất phế vật trong lịch sử. Không chỉ có thế, hắn còn trở thành gương xấu của khi trưởng lão ngoại môn Kiếm Tông dạy dỗ đệ tử ngoại môn. Một khi đệ tử ngoại môn nào lười biếng, hoặc không nghiêm túc, các trưởng lão ngoại môn sẽ nói một câu, người muốn làm Dương Diệp thứ hai sao? Dưới tình huống bình thường, người bình thường sẽ rời Kiếm Tông trở lại thế tục. Nhưng Dương Diệp thì không, hắn không những không trở về thế tục, mà còn cam nguyện trở thành một gã đệ tử tạp dịch. Tất cả những điều này chỉ là vì hắn không muốn làm cho mẫu thân và muội muội thất vọng. Hắn là hy vọng của muội muội và mẫu thân, bởi vì hắn trở thành đệ tử ngoại môn của Kiếm Tông mới không ai dám chèn ép muội muội và mẫu thân, bởi vì hắn trở thành đệ tử ngoại môn, muội muội và mẫu thân mới được một ngày yên ổn. Nếu như hắn về, tất cả những điều này đều sẽ thay đổi. Phù, phù. Sau một lúc, bên trong thanh phong cốc yên tĩnh đột nhiên có tiếng thở dốc cực kỳ mãnh liệt. Mồ hôi nhỏ vào mắt, cảm giác đau rát khiến cho Dương Diệp nhắm chặt hai mắt lại, mồ hôi trên trán rơi như mưa xuống mặt hắn. Lúc này Dương Diệp cảm thấy toàn thân đau nhức và mệt mỏi, đặc biệt là hai tay, càng giống như rót chì, nặng vô cùng. Người bình thường vào lúc này đều sẽ chọn nghỉ ngơi nhưng hắn thì không, hắn cắn chặt răng, hai tay gắt gao bắt được cành cây, không ngừng lên xuống. Đã qua một hồi lâu, sắc mặt Dương Diệp đỏ bừng, trên trán mồ hôi rơi như mưa, bộ quần áo tạp dịch màu xanh trên người cũng đã ướt đẫm, cảm giác cực hạn làm cho đầu hắn choáng váng. Cuối cùng, hắn buông lỏng hai tay, cả người nặng nề ngã trên mặt đất. Phù, phù. Nằm trên mặt đất, Dương Diệp thở từng hơi hổn hển, lúc này sức để cử động một ngón tay cũng không có. Đường chân trời nổi lên một tia sáng, cảnh sắc phía xa dần dần trở nên rõ ràng. Gió mát thổi qua, Dương Diệp tham lam hít thở. Đột nhiên, Dương Diệp mạnh mẽ bật dậy, hai mắt trợn tròn, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Hắn thế mà có thể cảm nhận được huyền khí. Đúng vậy, hắn cảm nhận được huyền khí. Một tia huyền khí đứt quãng từ kinh mạch cơ thể hắn chậm rãi chảy đến vị trí đan điền. Mặc dù tia khí lưu này không liên tiếp, lại rất yếu, nhưng hắn thật sự cảm thấy. Hả, có chuyện gì vậy? Dương Diệp cảm thấy tia huyền khí kia sau khi tiến vào đan điền lại đột nhiên không thấy nữa, đúng vậy,
thật sự không thấy rồi, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy. Lông mày Dương Diệp nhíu chặt lại, cảm thụ được một tia huyền khí trong cơ thể, sau một lát, hai mắt Dương Diệp trợn tròn, trên gương mặt đầy vẻ khiếp sợ. Ta lại có hai cái đan điền, yết hầu Dương Diệp nhấp nhô, mặt đầy vẻ không tưởng tượng nổi. Hắn đã tìm được tia huyền khí kia, chính xác mà nói không phải là một tia, mà là một luồng, sâu trong đan điền của hắn có một vòng xoáy nhỏ, trong cái vòng xoáy đó tràn đầy huyền khí. Bây giờ Dương Diệp đã hiểu rõ vì sao trước kia hắn không hấp thu được huyền khí, không phải là không hấp thu được, mà là sau khi hấp thu lập tức liền bị vòng xoáy nhỏ kia hút vào. Sở dĩ hắn không phát hiện ra vòng xoáy nhỏ kia là bởi vì nó ẩn giấu vô cùng sâu, nếu không phải như vừa rồi hắn thuận theo cảm giác tìm kiếm dòng khí lưu, chỉ sợ cả đời hắn cũng không phát hiện được vòng xoáy nhỏ kia. Mà bây giờ sở dĩ hắn có thể cảm nhận được huyền khí là do vòng xoáy nhỏ kia đã đầy rồi. Đúng vậy, bên trong vòng xoáy nhỏ chứa đầy huyền khí, tia huyền khí này bị chèn đến vị trí đan điền bình thường, nhưng không biết vì sao, vòng xoáy nhỏ kia lại cưỡng ép hút tia huyền khí đó vào. Một tia cũng không để lại cho đan điền bình thường. Theo hắn biết, người bình thường đều có một cái đan điền, hắn không biết người khác có hai cái đan điền giống hắn không, nhưng hắn biết một điều, đó chính là hắn không phải là phế vật, hắn có thể tu luyện. Nghĩ đến đây, khóe miệng Dương Diệp hiển hiện một đường cong mờ nhạt, sau một lát, đường cong dần dần mở rộng, tiếng cười khẽ truyền ra từ trong cổ họng, lại qua một lúc, nhẹ cười thành tiếng, cuối cùng cũng hoàn toàn trở thành điên cuồng cười lớn. Dương Diệp ta có thể trở thành huyền giả, Dương Diệp ta có thể trở thành huyền giả, ha ha. Lúc này, Dương Diệp cười đến phát khóc, khóc như một đứa trẻ. Bao nhiêu ngày đêm, tuy rằng hắn chưa bao giờ bỏ cuộc, nhưng có một ngọn núi vô hình vẫn đè trên vai hắn, hắn không sợ người khác cười hắn là phế vật, cũng không sợ người khác xem thường hắn. Nhưng hắn sợ đập tan hy vọng của mẫu thân và muội muội. Hắn sợ mẫu thân và muội muội bị hàng xóm xung quanh bắt nạt sỉ nhục giống như trước. Hắn sợ mẫu thân và muội muội phải trải qua những ngày tháng đến cơm còn không ăn nổi. Hắn thật sự sợ, sợ rất nhiều. Nhưng mà bây giờ hắn đã có năng lực ngăn cản những chuyện đó xảy ra. Chỉ cần hắn luyện thể quyết đến tầng cao nhất, đạt được phàm nhân lục phẩm, hắn sẽ có thể trở thành đệ tử ngoại môn, hắn sẽ có tài nguyên tu luyện, có công pháp, có kiếm kỹ. Đến lúc đó hắn sẽ có cơ hội trở thành đệ tử nội môn. Chỉ cần trở thành đệ tử nội môn thì đến thành chủ thành An Nam gặp hắn cũng phải dùng lễ đối đãi. Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cánh rừng, chiếu rọi vào khuôn mặt còn dính nước mắt của Dương Diệp, khiến cho mặt Dương Diệp đỏ bừng. Trước kia sao lại không phát hiện ra cảnh vật xung quanh lại đẹp như vậy chứ? Cười cười, áp chế kích động trong lòng, Dương Diệp lau đi nước mắt trên mặt. Sau đó gỡ khối sắt trên tay ra rồi lại để lại vị trí lúc trước, đi đến chỗ trên tảng đá to cầm lấy cái chổi, chạy nhanh về phía cửa cốc. Hắn vẫn nhớ, nhiệm vụ hôm nay của hắn là quét dọn trường luyện võ của kiếm tông. Audio điện tử võ tấn bền. Ở tạp dịch phong có một trường luyện võ rất lớn, áng chừng khoảng mấy trăm trượng, do đá lớn màu trắng xám tạo thành, cổ xưa uy nghiêm. Ở chính giữa quảng trường. Một thanh thạch kiếm khổng lồ, cắm sừng sững ở đó. Trường luyện võ lớn trước mắt này là nơi bình thường các đệ tử ngoại môn tu luyện, cũng là nơi mà hôm nay Dương Diệp phải quét dọn. Một nơi rộng như vậy, đương nhiên không chỉ có một mình hắn quét dọn, đây là lượng công việc trong một ngày của ba người. Nếu là ngày hôm qua, có lẽ Dương Diệp sẽ oán trách vài câu, bởi vì một nơi rộng lớn thế này, ít nhất cần bốn người vất vả quét dọn một ngày mới xong, như vậy hắn sẽ không có thời gian tu luyện. Nhưng mà bây giờ, trong lòng hắn tràn đầy hy vọng, nhìn cái gì cũng thuận mắt. Ôi, đây không phải là đệ nhất phế vật trong lịch sử của chúng ta sao? Ồ, không phải, là đệ tử ngoại môn của chúng ta, đệ tử ngoại môn của chúng ta dậy sớm thật đó, có phải đã quét dọn sạch trường luyện võ rồi không? Ha ha! Đúng lúc này, một tiếng cười mang theo sự mỉa mai từ một bên truyền tới. Nghe những lời mỉa mai này, Dương Diệp quay người nhìn ba người phía bên phải. Ba người trước mắt là người quét dọn cùng hắn hôm nay. Nhìn vẻ mặt trêu tức của bọn họ, Dương Diệp mặt không biểu cảm, không nhìn ra vui buồn. Tên cầm đầu hắn có quen biết, tên là Đỗ Tu, cũng là đệ tử tạp dịch, có điều thanh danh của người này rất xấu, tuy là đệ tử tạp dịch, nhưng lại không bao giờ làm việc, đều để người khác làm việc của mình. Sở dĩ Đỗ Tu có thể nghênh ngang như thế là vì gã có một thúc thúc và biểu ca, thúc thúc gã là từ quản sự của viện tạp dịch.
kiếm tông có hơn 2.000 đệ tử tạp dịch đều do từ quản sự quản lý. Mà biểu ca gã lại là đệ tử ngoại môn, có hai chỗ dựa này, đỗ tu ở tạp dịch phong có thể nói là không kiêng nể gì, không để bất cứ ai vào mắt. Về hai người bên cạnh đỗ tu, người bên trái tên là Cao Tù, bên phải tên là Lý Cách, hai người cũng là đệ tử tạp dịch, nhưng hai người còn có thêm cái biệt danh, chân chó. Thu hồi lại ý nghĩ, Dương Diệp nói, nếu mọi người đã đến rồi, vậy thì phân công việc làm thôi. Bốn người, mỗi người một khu, như vậy mới công bằng. Ha ha, Lý Cách bên cạnh Đỗ Tu cười to, chỉ vào Dương Diệp, nói, Đỗ ca, huynh nghe thấy chưa, hắn thế mà lại phân công việc cho Đỗ ca, buồn cười chết mất, ta còn tưởng tiểu tử này rất biết điều cơ, không ngờ cũng chỉ là một kẻ lỗ mãng. Ngươi nói thế này là không đúng. Cao Tù nhìn Lý Cách, giả bộ chính trực nói, người ta là đệ tử ngoại môn cao cao tại thượng, mặc dù là đã từng, nhưng dẫu sao cũng từng là người của đệ tử ngoại môn, chúng ta làm sao có thể để đệ tử ngoại môn làm cái việc thấp hèn này cơ chứ? Đỗ ca, huynh thấy có đúng không? Ha ha, Lý Cách cười to, nhìn Cao Tù, nói Cao Tù, tiểu tử ngươi lợi hại, hại người không nên nói lời châm biếm, Lý Cách ta tự thấy mặc cảm, khó trách Đỗ ca lại coi trọng ngươi. Đâu có, đâu có. Cao Tù khiêm tốn nói, ta chỉ biết khua môi múa mép, Lý Cách ngươi còn có thể đánh nhau, mỗi lần gặp những người không biết điều, đều là do ngươi giải quyết, ngươi mới là trợ thủ đắc lực của Đỗ ca. Trong nhất thời, hai người kẻ tung người hứng, tâng bốc chính mình. Dương Diệp lạnh lùng nhìn, để mặc cho hai người thổi phồng lẫn nhau. Đỗ Tu đi tới trước mặt Dương Diệp, giơ tay vỗ vỗ bả vai của Dương Diệp, cười híp mắt nói, tiểu tử, hôm nay bụng ba chúng ta không thoải mái, một mình ngươi quét dọn trường luyện võ này, thế nào? Chẳng như thế nào cả. Dương Diệp hất tay Đỗ Tu xuống, đi đến trước mặt Lý Cách và Cao Tù nói, ta biết, các ngươi ghen tị ta đã từng làm đệ tử ngoại môn, tâm lý các ngươi không cân bằng, suy cho cùng trước mặt các đệ tử ngoại môn, các ngươi còn ti tiện hơn cả chó. Bây giờ ta từ đệ tử ngoại môn thành đệ tử tạp dịch, các ngươi thấy ta liền muốn tìm lại tôn nghiêm đã mất từ ta có thể hiểu được các ngươi. Nói xong, Dương Diệp quay người lấy chổi, đi về phía chính giữa trường luyện võ. Câu châm chọc này của Dương Diệp khiến cho sắc mặt của Lý Cách và Cao Tù lúc trắng lúc xanh, giống như bị trúng độc vậy. Đỗ Tu đứng một bên nhắm hai mắt lại, sắc mặt trầm xuống, 3.000 đệ tử của viện tạp dịch, chưa từng có người nào không để gã vào mắt. Với tư cách là chân chó, nhìn sắc mặt mà nói chuyện là rất cần thiết, thấy sắc mặt của Đỗ Tu, Lý Cách hiểu ý, vọt lên trước mặt Dương Diệp, chỉ vào Dương Diệp, nói, Dương Diệp, ngươi vẫn tưởng rằng ngươi là đệ tử ngoại môn hay sao? Ngươi chẳng qua chỉ là phế vật một năm không đạt đến phàm nhân nhất phẩm, vẫn là đệ nhất phế vật trong lịch sử. Đỗ ca để ngươi quét dọn thay huynh ấy, đó là coi trọng ngươi, đừng có không biết điều. Ta là phế vật, Dương Diệp dừng bước, nói, nhưng vẫn tốt hơn đám cẩu nô tài nào đó, suốt ngày chỉ biết làm một con chó trước mặt người khác, lúc chủ nhân vui vẻ thì nịnh bợ, lúc không vui thì sủa bậy với người khác. Đánh, đánh cho đến chết, đánh chết ta chịu trách nhiệm. Đỗ Tu trầm mặt lên tiếng, trong viện tạp dịch chưa từng có người nào dám khiêu khích uy nghiêm của gã, trước kia không có, hiện tại không có, về sau lai càng không, gã tuyệt đối sẽ không để bất cứ người nào trở thành ngoại lệ. Nghe thấy lời Đỗ Tu nói, Lý Cẩu đứng trước mặt Dương Diệp lập tức cười gằn một tiếng, đánh một quyền vào mặt Dương Diệp. Gã ta sớm đã muốn động thủ rồi nhưng Đỗ Tu vẫn chưa lên tiếng, gã ta không dám, nếu như gã ta động thủ đánh chết người, gã ta không gánh nổi hậu quả. Nhưng bây giờ Đỗ Tu đã lên tiếng, vậy thì gã ta sẽ không kiêng dè gì nữa. Thấy Lý Cách động thủ, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, cả người nhanh chóng lui về sau hai bước, tránh được cú đấm của Lý Cách, đồng thời giơ cái chổi trong tay đánh vào tên trước mắt. Bộp! Nắm đấm của Lý Cách rơi vào trong không trung, đầu lại bị Dương Diệp đánh, hét lên một tiếng thảm thương, trên mặt nóng rát, lùi lại mấy bước, sau đó đau đớn ngồi xổm trên mặt đất, hai tay không ngừng xoa mắt. Bụi trong chổi rất nhiều, Dương Diệp đánh một cái khiến cho vô số bụi rơi vào mắt Lý Cách, trong mắt không chứa nổi cát, Lý Cách phát khóc. Tạp trùng. Thấy Dương Diệp còn dám đánh trả, sắc mặt Đỗ Tu dữ tợn, tức giận mắng một tiếng, sau đó xông lên, đánh về phía gáy của Dương Diệp. Đệ nhất phế vật trong lịch sử trước mắt này lại dám khiêu khích uy nghiêm của gã, đây là điều mà Đỗ Tu không thể nhẫn nhịn được. Ở đỉnh tạp dịch, ngoài thúc thúc của gã ra, gã chính là lão đại. Tất cả mọi người ở đỉnh tạp dịch đều phải nghe theo gã. Cảm nhận được Đỗ Tu động thủ ở sau lưng, Dương Diệp cũng tức giận,
hắn không phải là người thích gây chuyện, nhưng không thể hiện hắn sợ gây chuyện. Ba người trước mắt đầu tiên là dùng lời nói sỉ nhục hắn, sau đó lại để cho một mình hắn làm công việc của cả ba người, bây giờ lại trực tiếp động thủ, hắn thật sự tức giận rồi. Chuyện hay, tìm ngay trang chính chăm chui enang.vn. Quay người, Dương Diệp đối diện với cú đấm phải của Đỗ Tu dùng sức mạnh ầm một cái. Bịch! Hai cú đấm đâm vào nhau, rắc một tiếng, Đỗ Tu lập tức trợn tròn hai mắt, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, gã gãy tay rồi. Đỗ Tu đang chuẩn bị thu tay, mà lúc này Dương Diệp lại trở tay một cái, bắt được nắm đấm mềm nhũn của gã, dùng lực kéo một phát, chân phải đạp một cái vào bụng của gã. Bịch! Đỗ Tu lập tức bay ra ngoài, sau khi bay một mét, nặng nề rơi trên mặt đất. Dương Diệp và ba người kia mặc dù đều là đệ tử tạp dịch, nhưng hắn không phải mỗi ngày trừ làm việc ra là ăn chơi đàn đúm như ba người kia. Mỗi ngày hắn ngoại trừ làm việc bình thường, tất cả các thời gian khác đều rèn luyện cơ thể, cho dù gió thổi hay là đổ mưa, từ ngày hắn đến kiếm tông, hắn chưa ngừng một giây nào. Cho nên dù hắn vẫn chưa trở thành huyền giả, nhưng sức mạnh của cơ thể hắn, hai người trước mắt không thể so sánh được. Giải quyết Lý Cách, Dương Diệp quay đầu về phía Cao Tù, thấy Dương Diệp nhìn mình, Cao Tù bất giác lùi hai bước, hai tay nắm chặt, cố tự chấn định, nói, Đỗ Tu là cháu trai của Từ quản sự, biểu ca của gã là đệ tử ngoại môn, người đánh hắn, Từ quản sự và biểu ca của gã sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Không để ý tới Cao Tù cáo mượn oai hùng, Dương Diệp đi tới bên cạnh Đỗ Tu đang nằm trên mặt đất, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ vào Đỗ Tu vẻ mặt đầy kiêng kỵ, nói, bây giờ, bốn người, cả trường luyện võ, ba người các người quét dọn toàn bộ, có ý kiến gì không? Ít hầu nhấp nhô, Đỗ Tu đang do dự, thấy Dương Diệp giơ nắm đấm, vội vàng nói, không sao, không sao, bọn ta lập tức quét dọn. Hảo hán không chịu thiệt thòi trước mắt, đạo lý này là thúc thúc dạy gã, bây giờ gã cũng dùng đến rồi. Lạnh nhạt liếc nhìn Đỗ Tu một cái, Dương Diệp đứng dậy, vác cái chổi bước nhanh về phía Thanh Phong Cốc. Chuyện này vẫn chưa xong, người này vẫn còn có thể gây phiền phức cho hắn, Đỗ Tu không dám. Nhưng gã nhất định sẽ đi tìm thúc thúc của gã hoặc là biểu ca đệ tử ngoại môn kia gây phiền phức cho mình. Bây giờ hắn chỉ là sức mạnh cơ thể mạnh một chút, nhưng vẫn chưa phải là huyền giả, hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của một đệ tử ngoại môn. Để có được khả năng bảo vệ bản thân, hắn nhất định phải khổ luyện, để sớm có ngày trở thành huyền giả, nếu không, đợi lúc đệ tử ngoại môn kia đến tìm hắn, ngay cả năng lực phản kháng hắn cũng không có. Cho nên hắn nhất định phải tu luyện gấp rút. Tranh thủ trở thành huyền giả sớm một chút. Đỗ ca, chúng ta làm sao đây? Lý Cách nâng Đỗ Tu dậy, trầm giọng nói. Bây giờ gã ta đã hiểu, gã ta vốn không phải là đối thủ của Dương Diệp, nếu lại đi tìm đối phương, chính là muốn bị ăn đánh. Cao Tù đứng một bên không nói, sự quyết đoán tàn nhẫn của Dương Diệp khiến gã ta có chút sợ hãi. Chờ biểu ca ta thăm người thân ở thế tục quay về, đến lúc đó ta sẽ cho hắn sống không bằng chết. Nhìn bóng lưng Dương Diệp, trong mắt Đỗ Tu lóe ra tia oán độc. 5 năm rồi, gã làm đệ tử tạp dịch 5 năm rồi, vẫn chưa có người nào dám đối xử với gã như vậy, thế mà lại dám động thủ với gã, nghĩ đến đây, vẻ oán độc trong mắt lại càng sâu hơn. Các ngươi thấy chưa, đệ nhất phế vật trong lịch sử, à, không phải, là Dương Diệp đánh cho ba tên tạp chủng kia một trận đấy. Cái gì, thật sao, tên tạp chủng Đỗ Tu đó thật sự đã bị đánh. Ngươi không nói dối đấy chứ, thúc thúc của Đỗ Tu là cháu của Từ quản sự, biểu ca lại là đệ tử ngoại môn Dương Diệp kia dám đánh hắn sao? Lừa các ngươi làm gì? Ta thấy tận mắt đó, Đỗ Tu cùng hai gã chân chó vẫn giống như ngày thường, định không làm việc, để cho Dương Diệp một mình quét dọn võ trường, Dương Diệp không đồng ý, sau đó ba người Đỗ Tu bắt đầu động thủ, không ngờ rằng ba người bị Dương Diệp đánh cho một trận, còn quét dọn phần của Dương Diệp kia. Ha ha, thật sướng. Cái tên tạp chủng Đỗ Tu, bình thường ỷ vào gã có thúc thúc và biểu ca, lúc nào ức hiếp đệ tử tạp dịch của tạp dịch phong chúng ta, lần này cuối cùng cũng con mẹ nó đá trúng sắt rồi. Đi thôi, đi kể cho người khác chuyện này, để cho người khác cùng sung sướng đi. Chỉ trong chốc lát, chuyện Dương Diệp đánh Đỗ Tu đã lan truyền ra khắp tạp dịch phong, mà Dương Diệp đã đi tới Thanh Phong Cốc. Cạnh một hồ nước trong Thanh Phong Cốc, Dương Diệp xếp bằng ngồi trên đất, hai mắt khép hờ. Tinh thần chìm vào trong cơ thể. Sau khi hết hưng phấn, Dương Diệp cảm thấy có chút không bình thường, hai cái đan điền, cái này thấy sai sai thế nào ấy,
cho nên hắn quyết định nhìn cho rõ cái vòng xoáy nhỏ trong đan điền kia là như thế nào. Lần này hắn nhìn rõ ràng cái vòng xoáy nhỏ trong đan điền kia, nó chỉ lớn chừng bàn tay, không ngừng tỏa ra lực hút, cũng bởi vì lực hút này mà huyền khí mỗi lần hắn luyện ra đều bị hút vào vòng xoáy nhỏ trong nháy mắt. Cái vòng xoáy nhỏ này hút hết sạch huyền khí trong đan điền hắn, làm cho hắn không thể trở thành huyền giả được, không, phải nói là rất lâu trước kia hắn cũng đã là huyền giả rồi. Bởi vì có thể trở thành huyền giả hay không chính là xem tư chất của người đó, nếu như có thể thông qua rèn luyện thân thể, hấp thu được huyền khí thì người này chính là một huyền giả. Thế nhưng huyền khí của hắn vừa mới vào cơ thể đã bị vòng xoáy nhỏ hấp thu mất, làm cho đã qua một năm mà hắn cũng không trở thành huyền giả được. Nhưng xét theo tiêu chuẩn trở thành huyền giả thì trước đó hắn đã là một huyền giả thật. Dương Diệp thử khống chế vòng xoáy nhỏ này, theo hắn nghĩ cái vòng xoáy nhỏ này nếu đã ở trong cơ thể hắn thì phải là thứ thuộc về hắn, chịu khống chế của hắn. Nhưng mà hắn phải thất vọng vì mỗi khi hắn muốn lấy huyền khí từ trong vòng xoáy nhỏ ra thì nó giống như bị cái gì kích thích vậy, xoay tròn nhanh lên, làm cho hắn chẳng lấy ra được chút huyền khí nào cả. Huyền khí đó là của ta mà. Vất vả một lúc, thấy cái vòng xoáy nhỏ kia không chịu nhả huyền khí ra, Dương Diệp có chút bực bội, trong lòng nổi giận mắng lên. Nếu như không thể khống chế vòng xoáy nhỏ này thì chẳng phải cả đời hắn phải đi làm không công nó sao? Chủ yếu là nếu như không có huyền khí thì hắn làm thế nào để nâng cao tu luyện đây? Nên biết lượng tu luyện của hắn bây giờ đã là cực hạn rồi, nếu như không có tài nguyên tu luyện, nếu như không có huyền khí gia trì và hồi phục cơ thể thì nếu lên cao cơ thể hắn rất có thể sẽ xuất hiện thương tổn không thể cứu chữa được. Cho một chút đi, ngươi phải biết nếu không có ta thì ngươi không thể hấp thu huyền khí được, ngươi cho ta một chút, ta sẽ có thể hấp thu huyền khí nhiều hơn. Huyền khí ta hấp thu không phải đều là của ngươi sao? Thế nào đây? Hợp tác thì cùng có lợi, tách nhau thì lưỡng bại câu thương. Cứng rắn không được, Dương Diệp quyết định mềm mỏng, mặc dù có chút ủy khuất, dù sao huyền khí là do hắn cực khổ luyện thành. Nhưng mà không có biện pháp, huyền khí có quan hệ tới việc hắn có thể trở thành huyền giả thật sự hay không, quan hệ đến hắn có thể trở thành đệ tử ngoại môn hay không, hắn không thể không cúi đầu. Qua một lúc, vòng xoáy nhỏ vẫn không có phản ứng, ngay khi Dương Diệp chuẩn bị tức giận chửi mắng thì đột nhiên một tia huyền khí màu vàng nhạt từ trong vòng xoáy nhỏ bay ra, Dương Diệp thấy thế kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Lại qua một lúc, từng tia huyền khí màu vàng nhạt không ngừng thoát ra, được gần khoảng 20 tia huyền khí màu vàng nhạt thì vòng xoáy nhỏ mới dừng lại. Huyền khí màu vàng nhạt chảy vào đan điền bình thường. Dương Diệp đang chuẩn bị kêu to vài tiếng thì đúng lúc này huyền khí màu vàng nhạt lại đột nhiên chảy tới xung quanh kinh mạch của hắn, ngay lập tức từng tia huyền khí màu vàng nhạt nhập vào trong cơ thể hắn. Lúc này Dương Diệp phảng phất có thể nghe được vô số tế bào trong cơ thể đang hoan hô nhảy múa, cay đắng mệt nhọc trong cơ thể lặng yên biến mất, thay thế thành một loại tinh lực dồi dào. Trong lúc Dương Diệp đang nghi hoặc thì hắn đột nhiên cảm giác được trên người mình đang có thứ gì đó ngọ nguậy. Vội vã cởi y phục ra thì nhất thời Dương Diệp trợn tròn hai mắt, da trên người hắn lúc này đang lấy tốc độ mắt thường thấy được chóc ra. Thay da chính là hiện tượng xuất hiện khi đạt tới tầng thứ tư luyện thể quyết A. Luyện thể quyết đạt tới tầng thứ tư, vậy nói cách khác hắn bây giờ đã là tứ phẩm huyền giả. Ha ha! Nghĩ tới đây Dương Diệp từ dưới đất nhảy lên, cười to một tiếng. Cười được một lát lại cảm thấy không hay cho lắm liền vội vã ngừng cười lại. Cúi đầu nhìn cơ thể của mình. Nhìn ra trên người vẫn đang không ngừng chóc ra, Dương Diệp vội vã cởi y phục toàn thân, sau đó nhảy xuống hồ nước, sau khi đợi ra chóc hết thì bơi một vòng trong hồ rồi nhảy lên bờ, bàn tay chậm rãi vuốt ve trước ngực, cảm giác giống như sờ vào một tảng đá trơn bóng vậy, một loại cảm giác rắn chắc truyền vào trong lòng bàn tay. Xuy xuy xuy, nén kích động trong lòng xuống, Dương Diệp nhặt lên một cành cây bên cạnh, lập tức thi triển một bộ kiếm pháp cơ bản. Kiếm pháp hạ xuống, gió nổi từng đợt, làm cho bụi trên mặt đất bay lên không ít, thanh thế như vậy so với lúc trước thì không thể kém hơn được. Ngừng kiếm thu công, Dương Diệp vội vã đưa tinh thần chìm vào trong cơ thể lần nữa, một lát sau trên mặt hắn hiện lên vẻ vui mừng như điên, không sai được, hắn quả thật đã đạt tới phàm nhân tứ phẩm. Từ không phải huyền giả, thoáng cái trở thành phàm nhân tứ phẩm, Dương Diệp cảm thấy hoảng hốt như đang nằm mơ vậy, nhưng hắn nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận lại. Từ khi hắn đến kiếm tông, hắn bắt đầu khổ luyện luyện thể quyết, lúc đó ở trong các đệ tử ngoại môn hắn tuy rằng có thể không phải là người cố gắng nhất, nhưng hắn tuyệt đối có thể xếp vào ba hạng đầu. Từ khi đó đến bây giờ,
hắn tu luyện luyện thể quyết này cũng đã được gần 2 năm, cơ thể hắn cũng đạt được một trình độ cực kỳ cứng rắn, bây giờ huyền khí nhập vào cơ thể, giống như hắn cầm được một kim phiếu mấy nghìn vạn, đột nhiên có được mật khẩu, vậy hắn tất nhiên là có thể lấy được kim tệ trong kim phiếu ra. Nói đơn giản một chút chính là hậu tích bạc phát. Dương Diệp đột nhiên nhíu mày lại, hắn chợt nghĩ tới một vấn đề, đó chính là huyền khí màu vàng nhạt của mình. Huyền khí màu vàng nhạt, là chỉ mỗi mình có, hay là huyền khí trong cơ thể người khác đều là mày vàng nhạt? Dương Diệp có chút nghi hoặc. Kệ đi, chờ sau này trở thành đệ tử ngoại môn, đến khi đó tiếp xúc nhiều thì nhất định có thể biết được ta có giống như người khác không. Dương Diệp không phải người hay để tâm vào chuyện vụn vặt, nghĩ một lát rồi cũng bỏ không nghĩ nữa. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, tinh thần lại chìm vào trong cơ thể, lúc này trong đan điền bình thường của hắn, huyền khí màu vàng kia đã biến mất không thấy gì nữa, trống không. Lão huynh ơi, ta nghĩ người cũng hiểu được lời nói của ta, như vậy sau này huyền khí ta hấp thu được chúng ta chia năm, năm được không, ta đưa hết huyền khí ta hấp thu cho ngươi, nhưng ngươi phải cho ta huyền khí màu vàng nhạt kia. Ta không có chiếm tiện nghi của ngươi, ngươi cũng biết nếu ta trở nên mạnh hơn thì huyền khí ta hấp thu mới nhiều được, ngược lại nếu như ta không thể mạnh lên thì huyền khí hấp thu được sẽ rất ít, cho nên bây giờ để ta làm chủ, chờ ta trở nên mạnh mẽ ngươi mới có thể có thêm nhiều huyền khí, ngươi thấy thế nào? Dương Diệp có một loại cảm giác hoang đường, đó chính là hắn cho rằng vòng xoáy nhỏ kia có thể nghe hiểu được lời hắn nói, không có nguyên nhân tại sao cả, chỉ là hắn cảm giác như vậy thôi. Cho nên hắn quyết định thương lượng với vòng xoáy nhỏ này một chút, nếu không sau này cái vòng xoáy nhỏ này độc chiếm huyền khí thì hắn thật khóc không ra nước mắt mất. Qua một lát, khi Dương Diệp có chút không kiên nhẫn được nữa, vòng xoáy nhỏ đột nhiên xoay tròn lên, xoay tròn một hồi rồi sau đó ngừng lại. Cảm nhận được hành động của vòng xoáy nhỏ, Dương Diệp cười lên, trực giác nói cho hắn biết cái vòng xoáy nhỏ này đã đồng ý. Hiển nhiên cái vòng xoáy nhỏ này cũng không hài lòng tốc độ hấp thu huyền khí của hắn, cho nên quyết định để cho hắn mạnh lên trước đã, cái này gọi là đầu tư. Mặc y phục tử tế, Dương Diệp đi tới nơi hắn giấu huyền thiết nguyên, đeo huyền thiết nguyên lên người, lúc này Dương Diệp không còn cảm thấy nặng chút nào nữa. Hắn bây giờ đang không có công pháp. Cho nên hắn chỉ có thể dùng phương pháp luyện thể để hấp thu huyền khí, hắn tu luyện càng mạnh, huyền khí hấp thu được cũng sẽ càng nhiều, như vậy huyền khí màu vàng nhạt hắn thu được cũng sẽ càng nhiều. Có càng nhiều huyền khí màu vàng nhạt thì hắn có thể dùng để tăng cường cơ thể của mình và nâng cao cảnh giới. Cứu mạng với, đừng đuổi Bảo Nhi nữa, ra ra cứu con với. Ngay khi Dương Diệp chuẩn bị tu luyện cực hạn thì đột nhiên phía rừng cây xa xa truyền đến một tiếng thét chói tai. Thanh âm có chút non nớt, hiển nhiên là một tiểu cô nương. Nghe được tiếng thét, Dương Diệp dừng bước nhìn về phía rừng cây, đột nhiên một tiểu cô nương mặc váy hoa trắng thất kinh từ trong rừng chạy ra. Tiểu cô nương khoảng chừng 13, 14 tuổi, mái tóc rất dài trải ra sau đầu, sắc mặt trắng bệch, cái miệng nhỏ mím chặt, dùng cả tay lẫn chân liều mạng chạy trốn. Tiểu cô nương chạy ra nhìn thấy Dương Diệp thì sắc mặt vốn có chút tái nhợt nhất thời trở nên trắng hơn nữa. Vừa chạy vừa kêu, tiểu tạp dịch kia nhanh chạy mau đi, con rắn nhỏ phát điên rồi. Ầm ầm ầm. Ngay khi Dương Diệp đang ngẩn ngơ thì đột nhiên mặt đất rung lên, một con quái vật lớn chạy ra từ rừng cây phía sau tiểu cô nương. Cự mãng vương. Thấy con quái vật khổng lồ này, sắc mặt Dương Diệp nhất thời trở nên trắng bệch như tiểu cô nương luôn, đây là con rắn nhỏ hả? Đây là cự mãng vương đó. Cự mãng vương, ngũ phẩm huyền thú. Cơ thể lớn tương đương với ba người trưởng thành, dài ba trượng, hai mắt to như nắm đấm, quan trọng nhất chính là lớp vảy toàn thân, sức phòng ngự của nó thì dùng kiếm kỹ cũng không nhất định có thể chém rách được. Hậu tích bạc phát, hậu tích, tích chữ nhiều, bạc phát, từ từ phát ra. Bé gái mặc dù còn nhỏ, nhưng chạy rất nhanh, khi nhìn thấy Dương Diệp lại cưỡng ép mình thay đổi phương hướng chạy trốn, chạy về một hướng khác, như vậy nàng rút ngắn được khoảng cách với cự mãng vương. Mà nếu Dương Diệp quay đầu chạy thì chắc có thể thoát thân được. Dương Diệp do dự một lúc, sau một khắc, hít một hơi thật sâu, không do dự, nhặt tảng đá to bên cạnh lên, chạy về phía cự mãng vương. Đợi khi khoảng cách chỉ còn mười mấy mét, hắn nắm chặt tay, dùng hết sức, ném về phía cự mãng vương. Bịch! Đá đập vào đầu cự mãng vương, bịch một tiếng, hòn đá vỡ thành từng mảnh. Thấy vậy, Dương Diệp nheo mắt, phòng ngự này thật lợi hại. Bị Dương Diệp ném đá trúng đầu, cự mãng vương tức giận, quyết định không tiếp tục đuổi theo bé gái,
thân rắn lắc một cái, đập về phía Dương Diệp. Cơ thể cự mãng vương khổng lồ, tất cả những nơi đi qua đều biến thành một đống hỗn độn, thứ nào nó đụng phải đều bị nghiền nát một cách vô tình, thanh thế như vậy khiến cho người ta vô cùng sợ hãi. Chạy mau! Thấy bé gái đang đứng một bên hiếu kỳ nhìn hắn, Dương Diệp hét lên một tiếng, đồng thời lại nhặt một hòn đá trên mặt đất, xông về phía cự mãng vương. Nói thật, đối mặt với con quái vật khổng lồ này, trong lòng Dương Diệp không nắm chắc chút nào. Nhưng mà bảo hắn chạy, hắn thật sự không làm được. Nếu như ngay từ đầu bé gái này dẫn cự mãng vương này đến cho hắn, hắn chắc chắn sẽ không nhiều lời mà lập tức đi ngay. Nhưng nàng lại thà để cho bản thân bị cự mãng vương truy đuổi, cũng không muốn liên lụy đến hắn. Bé gái lương thiện như thế rất giống Tiểu Giao. Đương nhiên, quan trọng nhất là bây giờ hắn có sức để liều mạng. Thấy Dương Diệp xông về phía cự mãng vương, tiểu cô nương thở dốc từng hơi, đôi mắt đen láy linh động nhìn Dương Diệp, chớp chớp mắt. Hiển nhiên, nàng không ngờ đệ tử tạp dịch này sẽ giúp nàng chống cự lại cự mãng vương. A! À, một tiếng thét kỳ quái, Dương Diệp dùng hết sức lực, hòn đá nắm trong tay vỗ đầu cự mãng vương. Bịch! Một tiếng trầm đục, hòn đá vỡ vụn, cả người Dương Diệp bay ra ngoài, nặng nề rơi trên mặt đất. Lau vết máu tươi trên khóe miệng. Bây giờ Dương Diệp đã hiểu rõ cái gì gọi là lấy trứng chọi đá rồi. Cú đập của hắn vừa nãy giống như là đập vào huyền thiết, không chỉ có đá vỡ vụn, mà ngay cả cánh tay của hắn cũng bị tê liệt vào thời khắc kia. Phì phì, bị Dương Diệp đánh trúng, thân hình to lớn của cự mãng vương cuốn lại, tung người ra, một lần nữa đánh về phía Dương Diệp. Nhìn cự mãng vương như một ngọn núi nhỏ, Dương Diệp nheo mắt, không dám nghĩ gì khác, vội vàng đứng lên. Nôn ra một ngụm máu, lại xông lên lần nữa. Chạy thì chắc chắn là không được, sau lưng không có vật cản gì, ở đất bằng, bọn họ nhất định không chạy thoát được rắn. Nếu đã không thể chạy, vậy thì chỉ có thể liều mạng thôi. Khi lao tới cách cự mãng vương còn 2 mét, Dương Diệp hét to một tiếng, hai chân đột nhiên đạp lên, cả người nhảy lên không trung, hai nắm đấm kia đấm vào đôi mắt xanh lam nhạt của cự mãng vương. Phì! Thấy Dương Diệp đánh đến. Thân rắn trườn một cái, đuôi rắn to lớn xen lẫn tiếng gió gào thét quật về phía Dương Diệp. Tốc độ của đuôi rắn rất nhanh, nhanh đến mức Dương Diệp còn không kịp tới gần cự mãng vương đã bị đuôi rắn quật trúng. Bịch! Bị đuôi rắn quật trúng, Dương Diệp lập tức cảm thấy lưng mình như bị gãy, rên lên một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đuôi của cự mãng vương quật bay ra, bay về sau gần 10 mét, nặng nề rơi trên một đống cỏ, bắn lên vô số bụi đất. Ta không phải là đối thủ của nó. Thật ra hắn đã sớm biết mình không phải đối thủ của nó, sức phòng ngự của huyền thú tuyệt đối sánh ngang với con người cùng cấp bậc, thậm chí còn có thể vượt qua. Huống chi con huyền thú trước mắt này còn có đẳng cấp cao hơn hắn. Ngươi không sao chứ? Lúc này, Bảo Nhi vội vàng chạy tới bên cạnh Dương Diệp, đỡ Dương Diệp dậy, nói khẽ. Muội vẫn chưa chạy sao? Dương Diệp miễn cưỡng đứng lên, thấy bé gái vẫn chưa chạy. Lập tức thấy khó hiểu, hắn liều mạng giúp nàng tranh thủ cơ hội chạy trốn, nàng lại còn không chạy, Dương Diệp muốn đánh người. Bảo Nhi lắc lắc cái đầu nhỏ, bím tóc nhỏ lúc lắc, chân thành nói, người có nghĩa khí như vậy, Bảo Nhi làm sao có thể vứt bỏ ngươi để chạy trốn một mình cơ chứ? Bảo Nhi muốn đồng sinh cộng tử với ngươi, không xa không rời. Nào, dán tấm bùa cường lực này lên, sau đó tiếp tục đánh nó. Nói xong. Nàng lấy từ cái túi nhỏ trong váy ra một tấm bùa giấy, sau đó trực tiếp vỗ vào bờ vai của Dương Diệp. Lúc lá bùa vừa dán lên vai Dương Diệp liền biến thành một đạo ánh sáng trực tiếp chui vào trong cơ thể Dương Diệp lập tức cảm thấy tinh thần phấn chấn, toàn thân giống như có một cỗ lực lượng đang trào dâng. Không kịp ngẫm nghĩ gì về sự thay đổi trên cơ thể mình, Dương Diệp nhặt một cây côn gỗ bên cạnh, lao về phía cự mãng vương. Hắn cũng rất muốn nghỉ ngơi chút. Nhưng cự mãng vương sao có thể cho hắn cơ hội. Lúc bé gái dán cho hắn tấm bùa kia, cự mãng vương lại xông về phía hai người bọn hắn. Cự mãng vương lần này hiển nhiên rất nghiêm túc, miệng rắn to lớn mở ra, lộ ra bên trong là cái lưỡi rắn màu đỏ tươi to như cánh tay. Nhìn miệng đỏ lòm đang mở ra còn to hơn ba cái đầu của hắn, da đầu Dương Diệp run lên, hắn cũng không biết hắn lấy dũng khí đâu ra mà đi đối đầu với cự mãng vương cao hơn hắn hai cấp bậc. Nhưng hắn biết ở nơi đất bằng này, nếu chạy chắc chắn chỉ có nước chết, nếu đã như vậy, không bằng đánh cược một lần, như vậy còn có chút cơ hội. Ha! Nghĩ đến đây, Dương Diệp không chút do dự, hét to một tiếng,
tốc độ dưới chân càng nhanh, tay cầm cây côn xông về phía cự mãng vương. Thấy Dương Diệp xông về phía mình, cự xà thè lưỡi rắn màu đỏ tươi, thân trườn xuống, lấy thân trước kia làm điểm tựa, phần đuôi lại đột nhiên quất về phía Dương Diệp, những nơi phần đuôi quét qua, tạo thành một đống bừa bộn trên mặt đất, lá bay tung tóe. Thấy cái đuôi kia quét về phía mình, Dương Diệp đang lao lên phía trước, ánh mắt ngưng trọng, cả người đột nhiên quỳ xuống, áp sát mặt đất né đi, cảm thụ được cái đuôi quét qua sát mặt, Dương Diệp quát một tiếng, sắc mặt dữ tợn, tay trái đột nhiên vỗ lên mặt đất, mượn lực nhảy lên, hai tay cầm côn gỗ, đâm mạnh xuống con mắt phải to như nắm đấm của cự xà. Đây là một chiêu trong kiếm pháp cơ bản, tuy rằng trong tay chỉ là một cây côn gỗ, nhưng hắn cũng không còn cách nào, chỉ có thể chấp nhận như vậy. Xuy. Cự mãng vương không ngờ đuôi rắn của mình không đánh trúng, thấy con gỗ đánh về phía mắt mình, nghiêng đầu một cái, tránh thoát được côn gỗ, nhưng côn gỗ vẫn đâm vào phía sau đầu của nó, toàn thân cự mãng vương lập tức vặn vẹo kịch liệt, đồng thời đuôi của cự xà cuộn lại, quấn chặt lưng của Dương Diệp. Thấy mình lại có thể đâm rách được vảy ngăm đen của cự mãng vương, Dương Diệp ngây người, còn chưa kịp vui mừng thì cảm thấy lưng mình bị siết chặt, cơn đau lập tức lan khắp toàn thân, lưng giống như là bị đứt đoạn. Thấy bản thân bị cự mãng vương quấn chặt, Dương Diệp kinh hãi tuột độ, trong giây phút nguy cấp, vòng xoáy thần bí trong cơ thể hắn cuối cùng cũng không keo kiệt nữa, huyền khí màu vàng không ngừng chảy vào trong đan điền bình thường của hắn. Cảm nhận được huyền khí vào trong cơ thể, Dương Diệp không kịp nghĩ nhiều, buông bỏ côn gỗ, huyền khí trong cơ thể vận chuyển lên hai nắm đấm, trên nắm tay, tia sáng vàng nhạt lóe lên, ngay sau đó giống như là phát điên, đuôi rắn của cự mãng vương đột nhiên đánh ầm một cái. Điều khiến cho Dương Diệp bất ngờ chính là mỗi một quyền của hắn lại đánh móp mảnh vảy ngăm đen của cự mãng vương. Hắn biết nhất định là tác dụng của tấm bùa và huyền khí màu vàng nhạt trong cơ thể hắn. Bởi vì hắn hiểu rất rõ sức mạnh của bản thân, tuyệt đối không thể gây ra thương tổn cho cự mãng vương được. Nhìn thấy huyền khí màu vàng kim nhạt trên tay Dương Diệp, sắc mặt Bảo Nhi đứng một bên trắng bệch, hai mắt lóe sáng, lẩm bẩm nói, kim huyền khí, tên tiểu tạp dịch này lại là kim huyền khí trong ngũ hành huyền khí. Bịch, bịch, bịch. Dương Diệp điên cuồng đánh xuống, cự mãng vương cảm nhận rõ ràng sự đau đớn. Đuôi rắn dần dần buông lỏng, hơn nữa chỗ Dương Diệp đánh xuống cũng lộ ra phần thịt rắn màu đỏ tươi bên trong. Rằng qua một hồi, cự mãng vương rơi vào thế hạ phong, bởi vì đuôi rắn của nó đã sắp bị Dương Diệp đánh thành hai đoạn, cảm giác đau nhức truyền đến từ đuôi. Cự mãng vương buông lỏng đuôi, để Dương Diệp rơi trên mặt đất, lui về sau mấy mét, hai mắt to như nắm đấm nhìn Dương Diệp. Hung quang bốn phía, chỉ có điều, lần này có thêm một chút kiêng kỵ. Lúc này Bảo Nhi vội vàng chạy tới bên cạnh Dương Diệp, giơ tay đỡ Dương Diệp ngã xuống, nói tiểu tạp dịch, tiếp tục đánh nó đi, chỉ vì một cây linh thảo hạ phẩm huyền cấp mà đuổi theo Bảo Nhi một canh giờ, nếu không phải Bảo Nhi ta có bùa thần hành, lúc này Bảo Nhi chắc chắn đã ở trong bụng nó rồi. Nghe vậy, Dương Diệp hít vào một hơi khí lạnh, linh thảo huyền phẩm. Bây giờ hắn đã biết tại sao huyền thú này lại đuổi theo nàng rồi. Giá tiền linh thảo vô cùng đắt, phẩm cấp của linh thảo chia làm 4 phẩm cấp thiên địa huyền hoàng. Linh thảo hoàng phẩm ở thế tục có thể bán được 1 vạn kim tệ trở lên, 1 vạn kim tệ đối với Dương Diệp mà nói đã là con số trên trời rồi. Phải biết rằng, 1 tháng tiền công của hắn mới chỉ được hơn 10 kim tệ. Về phần huyền phẩm cao hơn hoàng phẩm 1 cấp, Dương Diệp thật sự không thể tưởng tượng bán đi được bao nhiêu kim tệ. Quan trọng nhất là linh thảo đối với huyền thú giống như công pháp đẳng cấp cao đối với nhân loại vậy, có sức hấp dẫn chí mạng. Thấy bộ dạng yếu ớt của Dương Diệp, Bảo Nhi nhướng mày, bàn tay nhỏ bé thò tay vào cái túi bên trong váy, sau đó móc từ bên trong ra một tờ bùa màu xanh lá và 1 tờ bùa màu trắng vỗ vào người Dương Diệp, nói tiểu tạp dịch, tiếp tục đánh nó, Bảo Nhi cổ vũ cho ngươi. Nghe vậy, khóe miệng Dương Diệp co lại, hung hăng trừng mắt nhìn Bảo Nhi, đúng lúc này. Hắn lại cảm giác tinh thần phấn chấn, một luồng sức mạnh kỳ dị tiến vào trong cơ thể hắn. Luồng năng lượng kỳ dị này dùng tốc độ cực nhanh dạo qua kinh mạch toàn thân hắn một vòng, sau đó hắn cảm thấy sự mệt mỏi của cuộc chiến vừa rồi bị quét sạch, toàn thân tràn đầy sức mạnh. Không chỉ có thế, hắn còn cảm nhận được năng lượng xung quanh không ngừng đi vào cơ thể hắn, cuối cùng giống như một cơn hồng thủy, tràn vào chảy xuôi trong kinh mạch. Đột nhiên, vòng xoáy nhỏ xoay tròn nhanh chóng. Những huyền khí không thể thấy bằng mắt thường này nhanh chóng biến mất trong đan điền hắn, lại qua 2 tức, trong vòng xoáy nhỏ đột nhiên tràn ra một luồng huyền khí màu vàng kim nhạt.
cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể, trong lòng Dương Diệp vui vẻ, sau đó nhìn về phía bé gái một cái, trong lòng khiếp sợ, trong cơ thể hắn vừa xuất hiện chút hít huyền khí kia nhất định là do bùa chú của bé gái gây nên, nhưng lúc này hắn không hỏi, bởi vì bên cạnh hắn, còn có một lục phẩm huyền thú. Nghiêng cổ, cảm nhận được huyền khí trào lên trong cơ thể, Dương Diệp nhìn cự mãng vương, cười gằn một tiếng, sau đó chân phải đạp xuống, cả người xông ra, nắm đấm tay phải, xen lẫn tiếng thét đối với đầu của cự mãng vương ầm tới. Phì phì, nhìn thấy Dương Diệp lại chủ động công kích, cự mãng vương liền trở nên tức giận, cơ thể lắc một cái, đuôi rắn cực lớn quét về phía Dương Diệp lần nữa. Thấy đuôi rắn quét tới, Dương Diệp tập trung ánh mắt, lần này hắn sẽ không né tránh nữa. Đạm kim sắc huyền khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển nhanh lên trên nắm tay phải, thét to một tiếng rồi mạnh mẽ vung nắm đấm đánh tới đuôi rắn. Được phù lục thần bí cộng với kim sắc huyền khí trợ giúp, trên cánh tay Dương Diệp nổi lên gân xanh như những con giun nhỏ dài, trên nắm tay của hắn thoáng hiện lên kim quang mờ mờ, nơi nắm tay đi qua vang lên từng đợt âm thanh xé gió, thanh thế làm cho người khác phải kinh hãi. Bùm! Nắm đấm va chạm với đuôi rắn tạo nên một tiếng vang lớn, Dương Diệp bị lùi về mấy bước, mà đuôi của cự mãng vương bị một đấm này của Dương Diệp đánh bật trở về. Không chỉ như vậy, chỗ đuôi của cự mãng vương bị nắm đấm của Dương Diệp đánh bị lõm sâu vào, có thể thấy một kích này của Dương Diệp mạnh như thế nào. Dương Diệp thấy một đấm của mình đánh bay đuôi rắn thì trong lòng vui mừng, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, huyền khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển lên trên nắm đấm lần nữa, rồi sau đó đấm như mưa lên người cự mãng vương. Thấy Dương Diệp liên tục đánh lui cự mãng vương, trong mắt Tiểu Bảo Nhi ở một bên hiện lên vẻ khiếp sợ, vỗ vỗ bộ ngực nhỏ khẽ nói, cường lực phù trung phẩm của ta chỉ có thể tăng sức mạnh của hắn lên 2 lần thôi, thế nhưng kim sắc huyền khí kia của hắn chí ít cũng tăng sức mạnh lên 5 lần. Gia Gia nói không sai, trong ngũ hành huyền khí, lực công kích của kim sắc huyền khí quả nhiên là lợi hại nhất. Dương Diệp càng đánh càng hăng, sức mạnh của hắn bây giờ ít nhất cũng nặng 1000 cân, mỗi một đấm rơi lên người cự mãng vương đều để lại một cái lỗ, không đến một hồi trên người cự mãng vương đã bị thương tổn khắp nơi, máu tươi tứ phía. Trên người Dương Diệp cũng bị nội thương không ít, lực va chạm mỗi khi đuôi của cự mãng vương đụng vào hắn đều làm cho trong người hắn chấn động một trận. Cũng may hắn cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ lực lượng kỳ dị đang không ngừng chữa trị ám thương trong cơ thể hắn, nếu không thì hắn đã ngã xuống từ sớm rồi. Bùm! Một người một mãng rằng co một hồi lâu, đột nhiên Dương Diệp tìm được một khe hở, vươn người nhảy lên đấm một cú vào đầu cự mãng vương, cự mãng vương đau đớn kêu lên một tiếng, cơ thể co giật kịch liệt. Dương Diệp thấy thế càng đấm vào đầu nó nhanh và mạnh hơn nữa, chỉ một lát sau cự mãng vương đã không còn nhúc nhích được nữa. Phù. Thấy cự mãng vương nằm trên mặt đất, Dương Diệp đặt mông ngồi xuống thở hổn hển, lúc trước hắn bị đuôi cự mãng vương quét trúng mấy lần, khi đó còn chưa cảm thấy thế nào nhưng bây giờ cảm giác đau đớn và mệt mỏi như thủy triều kéo tới, khiến cho hắn không lấy ra được chút khí lực nào nữa. Lúc này Bảo Nhi ở gần đó chạy đến bên cạnh cự mãng vương, giơ chân đá mạnh lên cự mãng vương đã nằm yên trên đất, vừa đá vừa mắng, ai bảo ngươi đuổi Bảo Nhi hả, bây giờ thì chết rồi nha. Xem Bảo Nhi có luyện hóa ngươi hay không. Nói xong lấy từ trong túi nhỏ ra một bình bạch ngọc giơ về phía cự mãng vương, nắp bình vừa mới được mở ra thì một lực hút từ trong đó tràn ra, nhất thời cơ thể khổng lồ của cự mãng vương hóa thành từng chấm đen bay vào trong bình bạch ngọc. Thấy một màn như thế Dương Diệp ngây ra như phỗng, xoa xoa hai mắt để nhìn cho rõ thì cự mãng vương đã biến mất, nếu như không phải trên mặt đất còn một bãi máu thì hắn sẽ cho rằng lúc nãy mới đánh nhau với không khí mất. Cất bình bạch ngọc xong Bảo Nhi đi tới bên cạnh Dương Diệp, sau đó lại lấy trong túi nhỏ ra một tấm phù lục vỗ vào người Dương Diệp. Phù lục vỗ lên người trong nháy mắt hóa thành một đạo ánh sáng màu lục chui vào trong cơ thể Dương Diệp, nhất thời một cỗ lực lượng kỳ dị như lần trước nhanh chóng chảy trong cơ thể hắn, chỉ trong chốc lát mệt mỏi trước đó của Dương Diệp biến mất không thấy đâu nữa. Muội, muội có phải là phù văn sư hay không? Dương Diệp nhìn Bảo Nhi đang cẩn thận đánh giá hắn trước mắt khẽ hỏi. Nghe vậy khóe miệng Bảo Nhi hiện lên vẻ kiêu ngạo, tất nhiên, ta là thiên tài đấy, siêu cấp thiên tài duy nhất 14 tuổi đạt được ngũ phẩm phù sư, thế nào, lợi hại không? Nghe thấy Bảo Nhi thừa nhận, Dương Diệp hít sâu một hơi, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi. Mặc dù thực lực của hắn thấp, thế nhưng vẫn thấy có chút hiểu biết, đương nhiên hắn biết phù văn sư là gì. Thân phận phù văn sư ở Nam Vực cực kỳ tôn quý. Bởi vì vật mà phù văn sư tạo ra sẽ làm cho vô số huyền giả trở nên điên cuồng.
ví dụ như loại phù lúc nãy, có thể tăng lực chiến đấu cho con người trong nháy mắt, hơn nữa còn không có bất kỳ tác dụng phụ nào, loại phù này có thể bảo vệ tính mạng ở thời khắc mấu chốt. Không chỉ có phù lục, phù văn sư còn có thể khắc phù văn kỳ dị kia lên trên vũ khí và áo giáp, một thanh vũ khí nếu có minh văn của phù văn sư thì uy lực được tăng cao rất nhiều, hơn nữa giá cả cũng sẽ lập tức tăng lên cả mấy chục lần. Những thứ như phù lục, minh văn vẫn chỉ mới là một góc núi băng của phù văn sư, nghe đồn phù văn sư còn có thể khắc kỹ, chính là khắc các loại huyền kỹ lên vũ khí hoặc áo giáp, chỉ cần huyền giả thôi động huyền khí, huyền kỹ trên vật phẩm sẽ tự động kích hoạt. Tất nhiên loại bảo vật này Dương Diệp chưa thấy qua bao giờ. Hắn không chỉ chưa thấy qua loại bảo vật này của phù văn sư, ngay cả phù văn sư, Dương Diệp cũng chỉ gặp qua một người chính là tiểu cô nương trước mặt. Thân phận phù văn sư tôn quý còn có một nguyên nhân trọng yếu, đó chính là phù văn sư cực kỳ ít ỏi, nơi khác thì hắn không biết chứ trăm vạn nhân khẩu của An Nam Thành thì một người cũng không có. Thế nhưng bây giờ hắn lại gặp được một người, còn ăn rất nhiều phù lục chân quý nữa. Nghĩ tới đó trong lòng Dương Diệp có chút đau lòng, loại phù lục này nếu như lấy ra đi bán thì bất kỳ một tờ cũng đủ hắn ăn cả đời. Sao lúc nãy ngươi không chạy đi? Sau khi đưa bình bỏ vào trong túi, Bảo Nhi nhìn Dương Diệp nghiêm túc hỏi. Là sao? Dương Diệp ngẩn ra. Chính là lúc nãy ấy, rõ ràng ngươi yếu như thế sao lại không bỏ chạy, lại còn muốn đánh nhau với con rắn nhỏ kia nữa. Bảo Nhi hỏi lần nữa, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vẻ cực kỳ nghiêm túc. Ta mà chạy muội sẽ bị nó ăn vào trong bụng mất. Dương Diệp khẽ cười, lúc đó hắn cũng nghĩ tới chạy trốn, thế nhưng hành động thiện lương của tiểu cô nương trước mặt hắn đã làm hắn cảm động, nếu như lúc đó hắn chạy trốn thì ngay cả hắn cũng sẽ tự khinh bỉ chính mình. Bảo Nhi nhìn Dương Diệp một lúc sau đó cười lên, nói trước kia có rất nhiều người lấy lòng ta, nhưng ta biết bọn họ đều là có mục đích cả, có lẽ là muốn nịnh bợ ra ra ta. Thế nhưng ngươi không giống họ. Ngươi không biết thân phận của Bảo Nhi nhưng vẫn muốn mạo hiểm tính mạng cứu ta, chúng ta làm bằng hữu nhé. Ta là Bảo Nhi, còn ngươi? Dương Diệp. Dương Diệp cũng cười, tiểu cô nương trước mắt cũng lớn như muội muội của mình, dễ thương như nhau, trong lòng hắn có hảo cảm với nàng, giống như nghĩ tới gì đó. Dương Diệp lại hỏi, đúng rồi, không phải phù văn sư đều rất cường đại sao? Sao muội lại? Nghe vậy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi nhất thời đỏ lên. Ngượng ngùng một lát rồi mới nói ta mặc dù là huyền giả bát phẩm, cũng là ngũ hành huyền khí, nhưng mà ngũ hành huyền khí của Bảo Nhi lại thuộc tính mộc huyền khí, sức chiến đấu yếu nhất, hơn nữa Bảo Nhi chưa từng đánh nhau với ai, cho nên Bảo Nhi không biết đánh nhau. Nói xong khuôn mặt nhỏ càng đỏ lên. Nghe thấy Bảo Nhi nói, Dương Diệp hoàn toàn thấy kinh hãi, huyền giả bát phẩm. Bảo Nhi trước mắt cùng lắm 14, 15 tuổi. 15 tuổi huyền giả bát phẩm, nghĩ tới đó ra đầu Dương Diệp có chút tê dại đi, thiên phú này quả thật là cực kỳ yêu nghiệt. Có điều nghe được Bảo Nhi nói không biết đánh nhau, sắc mặt Dương Diệp liền có chút cổ quái, tư chất nghịch thiên như thế lại không biết đánh nhau. Nhìn thấy vẻ mặt cổ quái của Dương Diệp, Bảo Nhi hung hăng trừng mắt với hắn, sau đó vội vã đổi sang chuyện khác, nói, đúng rồi, ngươi là huyền khí kim thuộc tính trong ngũ hành huyền khí, theo đạo lý mà nói thì tu luyện rất nhanh mới đúng. Sao ngươi mới huyền giả tứ phẩm thế? Nàng cũng muốn đả kích Dương Diệp một chút. Ngũ hành huyền khí, kim huyền khí, Dương Diệp có chút mơ hồ, hai từ này trước nay hắn chưa từng nghe qua. Bảo Nhi không có giải thích, trái lại hỏi tiếp, ngươi biết rõ phù văn sư có địa vị tôn quý chứ? Dương Diệp gật gật đầu nói, rất tôn quý, trước kia ta cũng chỉ nghe qua chứ chưa gặp bao giờ, An Nam Thành chúng ta hình như chưa từng có ai. Phù văn sư sở dĩ tôn quý là bởi vì người đó nhất định phải có ngũ hành huyền khí mới có thể trở thành phù văn sư, mà ngũ hành huyền khí thì trong mấy triệu người mới gặp được một, đồ hiếm thì quý, cho nên phù văn sư của Nam vực cực kỳ tôn quý, hiểu chưa? Bảo Nhi kiên trì giải thích. Ý muội nói huyền khí của ta chính là ngũ hành huyền khí. Dương Diệp hai mắt sáng lên, thân phận phù văn sư này so với đệ tử ngoại môn kiếm tông còn tôn quý hơn nhiều. Nếu như hắn trở thành một phù văn sư thì ngay cả thành chủ An Nam Thành cũng phải cung kính đối với hắn, càng khỏi nói tới Liễu gia gì đó. Bảo Nhi gật gật đầu, nói, đúng vậy, huyền khí kim thuộc tính trong ngũ hành huyền khí có màu vàng, mà của ngươi cũng là màu vàng, chắc là ngươi cũng có thể trở thành phù văn sư đấy. Hơn nữa trong ngũ hành huyền khí thì huyền khí kim thuộc tính là mạnh nhất, không ngờ Bảo Nhi lại gặp được. Nghe thế Dương Diệp đầu tiên là vui mừng, sau đó lại cau mày im lặng không nói.
Kim thuộc tính trong ngũ hành huyền khí là kim sắc, nhưng mình là đạm kim sắc huyền khí, hơn nữa là thông qua vòng xoáy nhỏ chuyển hóa thành đạm kim sắc, huyền khí của mình là ngũ hành huyền khí thật sao? Bảo Nhi, muội nói chỉ người có ngũ hành huyền khí mới có thể trở thành phù văn sư là tại sao? Dương Diệp trầm giọng hỏi. Bởi vì chủ có ngũ hành huyền khí mới có thể tồn tại trong không khí. Bảo Nhi giải thích, huyền khí bình thường sau khi rời khỏi cơ thể người nếu không có công pháp đặc thù duy trì thì huyền khí sẽ tiêu tán trong không trung. Mà ngũ hành huyền khí thì lại không, nó có thể tồn tại trong không khí, chỉ cần người không bị tổn hại thì nó vẫn có thể tồn tại, hiểu chưa? Nghe thế Dương Diệp suy nghĩ một hồi, sau đó bắt đầu vận chuyển huyền khí trong cơ thể, lấy ngón tay nhẹ nhàng vẽ lên tảng đá trên mặt đất một cái, nhất thời một đường cong màu vàng xuất hiện trên tảng đá. Thấy thế trong lòng Dương Diệp lại vui vẻ, tiếp tục vẽ không ngừng, chỉ chốc lát sau một chữ dương màu vàng liền xuất hiện trên tảng đá. Thu ngón tay lại, Dương Diệp yên lặng chờ một hồi, chữ dương màu vàng kia vẫn ở yên trên tảng đá. Nhìn thấy chữ dương không có biến mất, trên mặt Dương Diệp hiện lên vẻ vui mừng như điên, hắn không xác định hắn có thuộc tính ngũ hành hay không, thế nhưng hắn xác định huyền khí của hắn phù hợp điều kiện để trở thành phù văn sư. Thấy vẻ mặt hưng phấn của Dương Diệp, Bảo Nhi do dự một chút rồi nghĩ tới cảnh trước đó Dương Diệp xông tới cự mãng vương kia, nàng không do dự nữa, bàn tay nhỏ vươn vào trong túi lấy ra một quyển trục đưa cho Dương Diệp, nói tiểu tạp dịch, quyển trục này là cơ sở phù văn quyết, nó và cơ sở phù văn quyết khác không giống nhau, bên trong nó có vô số ghi chép tâm đắc của gia gia ta. Ta cơ bản đã lĩnh hội hết cho nên bây giờ tặng cho ngươi, ngươi cũng đừng cho người khác, hiểu chưa? Nói xong câu cuối cùng, trên mặt Bảo Nhi có chút ngưng trọng. Dương Diệp nghe thế thì động dung, do dự một chút liền nhận lấy quyển trục, sau đó nhìn Bảo Nhi, chân thành nói, cảm ơn, muội yên tâm, ta sẽ không cho người khác biết. Đây là một kỳ ngộ trở thành phù văn sư, hắn không muốn bỏ qua. Bảo Nhi gật gật đầu, sau đó khẽ nói, Gia Gia đi Đại Tần Đế Quốc, ta không thể mang ngươi về Phù Phong được. Đợi Gia Gia về ta sẽ bảo người xem tư chất phù văn sư của ngươi như thế nào. Nếu như mà tốt thì Bảo Nhi sẽ bảo người nhận ngươi làm đồ đệ, mà cho dù không tốt cũng không sao, đến lúc đó ngươi đi theo lăn lộn với Bảo Nhi cũng rất lợi hại đấy. Nghe được lời Bảo Nhi nói, trong lòng Dương Diệp có chút cảm động, Bảo Nhi không chỉ có tặng ngũ hành phù văn quyết chân quý kia còn định giới thiệu hắn với gia gia của nàng nữa, tiểu cô nương trước mắt này quả thật đã xem hắn là bằng hữu rồi. Tiểu tạp dịch, ngươi phải nhớ kỹ. Không nên cho rằng có thể trở thành phù văn sư thì quên mất việc đề thăng cảnh giới huyền giả, nên biết huyền khí trong cơ thể ngươi càng được ngưng luyện thì phù lục chế tạo ra càng có hiệu quả tốt. Hơn nữa chế tạo phù lục cần tiêu hao rất nhiều nguyên khí, lấy nguyên khí tích trữ trong cơ thể ngươi bây giờ tối đa cũng chỉ có thể chế tạo vài tấm mà thôi, biết không? Bảo Nhi chân thành nói. Dương Diệp gật đầu, đáp ta biết rồi, mục tiêu của ta chính là trở thành đệ tử nội môn mà. Tuy rằng nghề nghiệp phù văn sư rất tôn quý, thế nhưng hắn chưa bao giờ vứt bỏ mục đích trở thành một huyền giả cường đại, có thực lực mạnh mẽ sẽ có thể bảo vệ tốt cho mẫu thân và muội muội. Về phần phù văn sư thì vẫn cách hắn hơi xa một chút. Đệ tử nội môn, cũng được đấy. Bảo Nhi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn sắc trời, phát hiện sắc trời đã tối, nghĩ nghĩ rồi từ trong túi móc ra hai cái bình bạch ngọc cùng một phù văn bút, nói, đây là tinh huyết huyền thú cùng với linh thảo dịch. Ngươi có thể dựa theo, ngũ hành phù văn quyết, luyện thử một chút, qua một thời gian nữa ta sẽ tới tìm ngươi chơi, ta đi trước đây. Nói xong, nàng vẫy vẫy tay với Dương Diệp rồi nhảy xuống cốc khẩu. Nhìn bóng dáng Bảo Nhi biến mất nơi cốc khẩu, Dương Diệp mỉm cười sau đó cầm lấy quyển trục trong tay mở ra. Ngũ hành phù văn quyết, phù văn chi đạo. Đạm kim sắc huyền khí màu vàng nhạt. Từ Thanh Phong cốc trở về tạp dịch phong, Dương Diệp đi tới phòng ăn, vừa bước vào thì hắn liền nhận thấy có hơn một nửa ánh mắt trong phòng ăn rơi vào trên người hắn, có những đệ tử tạp dịch thì mỉm cười vui vẻ với hắn, nhưng cũng có mấy người còn mang theo cả vẻ hả hê trên mặt. Gật đầu với những đệ tử tạp dịch mỉm cười vui vẻ với hắn, Dương Diệp đang chuẩn bị đi lấy cơm thì bất ngờ một giọng quát lạnh vang lên sau lưng hắn, Dương Diệp, người đứng lại đó cho ta. Nghe thế Dương Diệp cau mày. Giọng nói này hắn rất quen thuộc, chính là giọng của Từ quản sự, hắn biết phiền phức lại tới rồi. Dương Diệp xoay người lại nhìn Từ quản sự khoảng chừng hơn 40 tuổi, vóc người mập mạp, khuôn mặt béo múp, nếu như đứng cách xa hơn một chút thì chắc ngay cả mắt ông ta cũng không thấy được,
mặc một bộ quần áo tạp dịch dài rộng nhưng vẫn bị phình lên do béo phì, bờ vai ngang lưng, tất cả đều ánh lên vẻ hồng hào của da thịt. Ở Kiếm Tông, Từ quản sự còn có một biệt hiệu chính là Từ Bái Bì, bởi vì một khi đệ tử nào đắc đội ông ta thì ít nhất cũng sẽ bị ông ta lột mất một lớp da. Bên cạnh Từ quản sự còn có ba người Đỗ Tu đang đứng cười khẩy nữa. Nhìn thấy bốn người Từ quản sự, ánh mắt một số đệ tử tạp dịch lộ ra vẻ kiêng sợ và oán hận cực sâu, bốn người trước mắt này bình thường bóc lột bọn họ không ít, nhưng mà bọn họ chỉ biết giận chứ không dám nói gì. Ta nói rồi mà, Dương Diệp đánh Đỗ Tu, Từ Bái Bì sao có thể bỏ qua được. Bây giờ Dương Diệp chết chắc rồi. Đúng vậy, trước kia có người dám phản đối Từ Bái Bì, bị bốn người bọn họ đánh chết tại chỗ, hai, sao lúc đó Dương Diệp không biết nhịn một chút đi chứ? Người trẻ tuổi thường hay xúc động, nhưng xúc động như vậy không được rồi. Xuyệt, đừng nói nữa, nếu không Từ Bái Bì nghe được thì cũng cho ngươi một trận đòn đấy. Bốn người Từ quản sự đi về phía Dương Diệp, khi tới trước mặt hắn thì không biết từ khi nào trong tay Từ quản sự đã xuất hiện một cây roi, nhìn sắc mặt bình tĩnh của Dương Diệp, Từ quản sự cười gằn nói, Dương Diệp, làm người phải biết thực tế, ngươi đã từng là đệ tử ngoại môn nhưng bây giờ đã không phải nữa. Ngươi đã tới địa bàn của ta thì phải tuân thủ theo quy củ của ta, ngươi đã đánh cháu ta thì nói xem nên giải quyết việc này như thế nào. Thúc thúc, còn nói nhảm với hắn làm gì nữa, giết chết hắn. Lúc này Đỗ Tu đứng một bên nhìn Dương Diệp độc ác nói. Có thể nói hôm nay mặt mũi của gã đã bị vứt đi, cơn tức này gã không nhịn được. Dương Diệp thản nhiên liếc mắt nhìn Đỗ Tu, sau đó nhìn Từ quản sự, nói, ông nói xem nên giải quyết thế nào. Nghe vậy Từ quản sự đột nhiên cười lên, sau đó lấy từ trong lồng ngực ra một phong thư, miệng phong thư đã xe đi, hiển nhiên là đã bị người ta xem qua. Từ quản sự lấy thư trong đó ra sau đó cười nói, Dương Diệp, nghe nói người có một muội muội, còn mới mười mấy tuổi. Hình như còn chưa có lập gia đình, người thấy ta thế nào? Ta thích nhất tiểu cô nương loại như vậy, để muội muội ngươi làm tiểu thiếp cho ta, sau đó quỳ xuống nhận sai với Đỗ Tu. Bất ngờ giọng nói của Từ quản sự im bặt lại, nguyên nhân là vì có một nắm đấm cực lớn đang bay tới ông ta. Nghe thấy Từ quản sự vũ nhục muội muội của mình, sắc mặt Dương Diệp đột nhiên trở nên giận dữ, sau đó thẳng tay đấm qua một cái. Muội muội và mẫu thân chính là nghịch lân của hắn, không cho bất kỳ kẻ nào xúc phạm. Bốp! Từ quản sự đâu nghĩ tới Dương Diệp đột nhiên động thủ, cho nên không kịp chuẩn bị, khuôn mặt và nắm đấm của Dương Diệp tiếp xúc thân mật với nhau. Ông ta hét thảm một tiếng, cả người lảo đảo trên mặt đất, sau đó máu tươi từ trong mũi trong miệng trào ra. Dương Diệp cũng không thu tay lại, tiếp tục xông tới, trong nháy mắt đi tới trước mặt Từ quản sự, đoạt lấy cây roi trong tay ông ta rồi sau đó vụt mạnh lên cái cơ thể béo phì kia. Cái thứ rác rưởi như ông cũng xứng với muội muội ta sao? Con mẹ nó chứ ta giết ông, Dương Diệp sắc mặt hung tợn, điên cuồng vụt roi lên trên người Từ quản sự. A! Dương Diệp ngươi chết chắc rồi, ngươi dám đánh ta hả, a, dừng tay đi, a, Dương đại gia, đừng đánh nữa, ta sai rồi. Nghe được tiếng kêu thảm thiết của Từ quản sự, tất cả mọi người trong phòng ăn ngây người ra, bọn họ không nghĩ tới Dương Diệp lại dám đánh Từ Bái Bì, nên biết Từ Bái Bì chính là quản sự của Kiếm Tông đấy. Có điều rất nhanh các đệ tử tạp dịch lại không nghĩ tới việc này nữa, bởi vì Dương Diệp đang làm chuyện mà bình thường bọn họ cũng không dám nghĩ tới. Rất nhiều đệ tử tạp dịch trong phòng ăn nắm chặt hai tay, trong mắt không giấu nổi vẻ hưng phấn. Dương Diệp, ngươi mau thả thúc thúc ta ra, nếu không ngươi chết chắc, Đỗ Tu tỉnh táo lại, muốn đi tới ngăn cản Dương Diệp lại kiêng kỵ thực lực của hắn, chỉ có thể đứng một bên gào lên. Dương Diệp không thèm để ý Đỗ Tu, tăng thêm sức mạnh từng roi đánh lên cơ thể béo phì của Từ quản sự, chỉ trong chốc lát Từ quản sự ăn không dưới trăm roi, cơ thể to béo hiện đầy vết máu, thật là kinh khủng. Đối với Dương Diệp, nếu bắt nạt hắn thì có lẽ hắn sẽ nhẫn nhịn một chút, thế nhưng nếu có người dám động tới người nhà của hắn, vậy thì hắn sẽ không chút do dự hóa thành ác ma, lão Từ quản sự trước mặt này lại dám có chủ ý với muội muội hắn, hắn không thể nhịn được. A, a. Trong phòng ăn vang lên tiếng kêu thảm thiết của Từ quản sự, trừ mấy người Đỗ Tu ra còn lại đệ tử tạp dịch khác nghe được thanh âm này đều thêm hưng phấn, lúc này trong lòng bọn họ cảm thấy vô cùng sảng khoái. Từ Bái Bì bình thường bóc lột bọn họ không ít, không chỉ cắt xén tiền lương của bọn họ, bình thường chỉ cần hơi không thuận ý ông ta thì đã bị quất roi rồi. Tạp dịch phong có mấy nghìn đệ tử tạp dịch, ít nhất có 9 phần đã bị Từ Bái Bì hành hạ đánh đập.
Dừng tay, đúng lúc này một lão giả mặc trường bào màu trắng xuất hiện trong phòng ăn, trong giọng nói ẩn chứa một ít huyền khí, làm cho lỗ tai của mọi người trong phòng ong ong lên. Nghe được tiếng hừ lạnh, Dương Diệp dùng mình một cái, xoay người thấy được lão nhân thì trong mắt Dương Diệp lóe lên một vẻ phức tạp. Hắn hít sâu một hơi, ném roi qua một bên, mặc kệ từ quản sự đã hấp hối trên mặt đất, đi tới trước mặt lão giả, cúi người thật thấp nói, thiên trưởng lão. Lão nhân trước mặt chính là lão nhân trước kia đã nhận hắn làm đệ tử ở An Nam Thành, là lão nhân trước mắt thay đổi số phận của hắn, nếu như không phải trước kia lão nhân này đã cảnh cáo Liễu gia An Nam Thành thì muội muội và mẫu thân của hắn rất có thể đã bị rơi vào tay Liễu gia rồi. Mặc dù hắn bị lão nhân trước mắt cách chức làm đệ tử tạp dịch, thế nhưng trong lòng hắn không có oán hận lão nhân này chút nào cả, ngược lại trong lòng vẫn luôn cảm kích ông ấy. Hắn cố gắng như vậy cũng có nguyên nhân là vì lão nhân này, bởi vì trước đây hắn sau một năm vẫn chưa hấp thu được huyền khí, vị lão nhân này đã bị các ngoại môn trưởng lão khác cười nhạo. Hắn muốn chứng minh cho người kiếm tông thấy, Dương Diệp hắn không phải phế vật. Thấy Dương Diệp, trong mắt thiên trưởng lão cũng hiện lên một vẻ phức tạp, so với người khác thì ông rất rõ thiên phú của Dương Diệp như thế nào. Nhưng mà không biết nguyên nhân gì mà Dương Diệp sau một năm vẫn không thể hấp thu huyền khí được, một năm vẫn chưa trở thành huyền giả, ông đành bất đắc dĩ cách chức Dương Diệp xuống làm đệ tử tạp dịch. Hôm nay gặp lại Dương Diệp lần nữa, trong lòng ông cũng có chút phức tạp. Lúc này Đỗ Tu quỳ phịch một cái xuống trước mặt thiên trưởng lão, sau đó chỉ vào Dương Diệp nói, thiên trưởng lão, ngài phải làm chủ cho ta, lúc trước Dương Diệp đánh ta trọng thương, lại còn bắt ta làm phần việc của hắn, thúc thúc ta tới tìm hắn nói chuyện lại không ngờ bị hắn đánh trọng thương nữa, thiên trưởng lão ngài phải làm chủ cho ta và thúc thúc đấy. Nghe thấy Đỗ Tu đổi trắng thay đen, Dương Diệp nhíu mày nhưng cũng không nói gì cả. Mà đệ tử tạp dịch xung quanh thì vẻ mặt tức giận, tên Đỗ Tu này lại có thể đổi trắng thay đen như thế, thật là quá vô sỉ. Thiên trưởng lão nhìn từ quản sự nằm hấp hối trên đất, đột nhiên ánh mắt thiên trưởng lão lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nhìn về phía Dương Diệp, một cỗ thần thức quét qua hắn, sau một lát hai mắt thiên trưởng lão sáng lên, nói, ngươi đã là tứ phẩm huyền giả rồi sao? Dương Diệp nghe vậy gật đầu, sau đó huyền khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, lật bàn tay lên, trong lòng bàn tay thoáng hiện lên kim sắc nhàn nhạt, thưa thiên trưởng lão, ta đã có thể hấp thụ huyền khí rồi. Nói xong những lời này, trong lòng Dương Diệp được thả lỏng, trước kia để lão nhân này không thất vọng, hắn liều mạng để tu luyện, nhưng mà cuối cùng hắn vẫn khiến lão nhân thất vọng, bây giờ hắn có thể hấp thụ huyền khí, người hắn muốn nói cho biết nhất chính là lão nhân trước mặt. Thấy kim quang nhàn nhạt trên tay Dương Diệp, thiên trưởng lão trợn tròn hai mắt giống như thấy chuyện gì ghê gớm vậy, cơ thể khẽ động đi tới trước mặt Dương Diệp, hai mắt nhìn thẳng Dương Diệp, nói, ngươi, huyền khí của ngươi là kim sắc sao? Nói xong thiên trưởng lão nhịn không được nắm chặt hai tay lại. Nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng của thiên trưởng lão, Dương Diệp do dự một chút sau đó gật gật đầu. Huyền khí của hắn có thể không phải kim thuộc tính, thế nhưng hẳn là không kém so với kim thuộc tính. Ha ha! Nhìn thấy Dương Diệp gật đầu, thiên trưởng lão đột nhiên cười to lên, cười được một hồi thì có lẽ cảm thấy hơi quá liền ngăn kích động trong lòng lại, tay phải vỗ vỗ bả vai Dương Diệp, nói tốt, rất tốt, cực kỳ tốt. Trong mấy triệu người mới gặp được một người có ngũ hành huyền khí, mà Dương Diệp không chỉ có ngũ hành huyền khí lại còn là huyền khí kim thuộc tính mạnh nhất trong ngũ hành huyền khí, sao ông ấy không kích động chứ? Nghe được thiên trưởng lão nói, Đỗ Tu ở một bên đột nhiên có cảm giác không hay rồi. Nhưng khi thấy từ quản sự hấp hối trên mặt đất thì gã hít sâu một hơi, bất chấp chạy đến trước mặt thiên trưởng lão, lại quỳ xuống nói, vẫn xin thiên trưởng lão làm chủ cho chúng ta. Nghe vậy thiên trưởng lão nhíu mày, lạnh lùng liếc nhìn Đỗ Tu trước mắt, sau đó quay đầu nhìn mọi người xung quanh, nói hết mọi chuyện trước đó nói ra, các ngươi yên tâm, có ta ở đây không ai có thể uy hiếp các ngươi được, có điều nếu như giấu giếm gì thì cũng đừng trách lão phu không khách khí. Nghe được lời của thiên trưởng lão, trong lòng Đỗ Tu nổ lộp bộp, sắc mặt gã trắng bệch lên, gã biết lúc này thiên trưởng lão đứng về phía Dương Diệp. Đệ tử tạp dịch xung quanh đâu dám giấu giếm, lập tức đem mọi chuyện trước đó nói ra hết, có đệ tử tạp dịch nhớ lại thái độ của thiên trưởng lão với Dương Diệp, biết đây là một cơ hội để lật đổ từ quản sự, cho nên đều đem mọi chuyện từ quản sự làm trước đó nói ra hết, thậm chí có người còn thêm ít mắm muối nữa. Nghe được lời nói của các đệ tử tạp dịch, ba người Đỗ Tu ở một bên sắc mặt trắng bệch tới dọa người, cơ thể run rẩy, bọn họ biết lần này gặp hạn rồi. Thản nhiên liếc nhìn ba kẻ đó, Dương Diệp đi tới bên người từ quản sự,
lấy phong thư cùng thư trên người ông ta ra sau đó cất vào trong ngực. Nghe xong mọi người nói, sắc mặt thiên trưởng lão trở nên âm trầm, nhìn Đỗ Tu đã nằm ngã dưới đất, lạnh lùng nói, không ngờ, thật không ngờ được, trưởng lão ngoại môn cùng đệ tử ngoại môn đều bận tu luyện, không ai quan tâm tới tạp dịch phong, không ngờ tới tạp dịch phong đã biến thành thiên hạ của hai thúc cháu các người, thật là to gan đến cực điểm. Xin trưởng lão tha mạng, xin trưởng lão tha mạng, ba người Đỗ Tu lập tức quỳ gối trước mặt thiên trưởng lão, cầu xin tha thứ, xin trưởng lão tha mạng, chúng ta không dám như vậy nữa, không dám như vậy nữa đâu. Ba người Đỗ Tu bây giờ cảm thấy hối hận đã chọc vào Dương Diệp, nếu như biết Dương Diệp đã là huyền giả thì cho bọn họ 100 lá gan cũng không dám đi chọc Dương Diệp. Thiên trưởng lão hừ lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, kể từ bây giờ từ quản sự không còn là quản sự của tạp dịch phong nữa, cả bốn người đi tinh mỏ đào khoáng 10 năm, vật đào được giao hết cho tông môn, 10 năm sau trục xuất khỏi kiếm tông, vĩnh viễn không được vào kiếm tông nữa. Nói xong quay qua Dương Diệp yên lặng gật đầu, sau đó giơ tay kéo vai Dương Diệp, thân hình khẽ động, hai người liền biến mất khỏi đại sảnh. Nghe được lời của thiên trưởng lão, chúng đệ tử tạp dịch xung quanh nhất thời hoan hô lên, mà ba người Đỗ Tu thì trực tiếp ngất tại chỗ. Bốn người bọn họ phải làm trâu làm ngựa cho kiếm tông 10 năm. Từ bái bì, từ lột da. Luyện võ trường. Dương Diệp và thiên trưởng lão hai người cùng nhau đi tới, mặc dù là ban đêm, nhưng bốn phía đã có nguyệt quang thạch chiếu rọi, luyện võ trường lúc này lại giống như ban ngày. Đột nhiên, thiên trưởng lão dừng bước, nhìn Dương Diệp trước mắt, nói, Dương Diệp, lúc trước ta cách chức ngươi xuống làm đệ tử tạp dịch, ngươi có còn hận ta không? Dương Diệp lắc đầu, nói thiên lão, nếu như không phải ngài, chỉ sợ muội muội cùng mẫu thân của ta đã rơi vào tay Liễu gia. Trong nội tâm của ta có hận, nhưng chỉ hận bản thân ta, lúc trước do ta không phấn đấu, để thiên lão bị người cười nhạo giống như ta, là ta làm thiên lão mất mặt. Dương Diệp sẽ mãi mãi không quên hình ảnh những trưởng lão ngoại môn đã cười nhạo hắn cùng với thiên lão, khi mà hắn không trở thành huyền giả trong một năm, những trưởng lão ngoại môn cùng đệ tử ngoại môn kia không chỉ cho hắn một cái danh hiệu vang dội, còn cười nhạo thiên lão mắt mờ, thu nhận một tên phế vật mang về kiếm tông. Có thể nói, trong đám đệ tử ngoại môn hắn là một trò cười, mà thiên lão ở trước mặt cũng bởi vì hắn, cũng đã trở thành trò cười của trưởng lão ngoại môn. Nghe thấy lời nói của Dương Diệp, thiên trưởng lão vỗ vỗ bả vai Dương Diệp, nói, được rồi, những chuyện trước kia cũng đã qua, không cần so đo. Ta không ngờ được ngươi lại là ngũ hành huyền khí, hơn nữa huyền khí còn là thuộc tính kim, đi, bây giờ chúng ta đi ngoại môn phong, ta sẽ khôi phục thân phận đệ tử ngoại môn của ngươi, ta nhìn xem lúc này ai dám nói ngươi là phế vật. Thiên lão, ta muốn tham gia khảo hạch đệ tử ngoại môn vào một tháng sau, ta sẽ dùng thực lực để nói cho bọn họ biết, ta không phải phế vật, ánh mắt của thiên lão là tốt nhất kiếm tông. Nhìn thiên trưởng lão, Dương Diệp nói cực kỳ nghiêm túc. Nếu như hắn đúng là ngũ hành huyền khí, có khả năng hắn thật sự sẽ đi theo thiên trưởng lão, nhưng vấn đề là hắn có phải vậy hay không? Hắn cũng không muốn để lộ bí mật vòng xoáy nhỏ cho người khác biết. Nghe vậy, thiên trưởng lão hơi ngẩn người, chợt nở nụ cười, nói, được, được lắm, có chí khí. Kiếm tông thu nhận đệ tử ngoại môn, có hai phương thức thứ nhất là trưởng lão ngoại môn có thể tùy ý tuyển nhận ba người đệ tử. Bởi vì trưởng lão ngoại môn có ba danh ngạch lựa chọn đệ tử ngoại môn, loại thứ hai chính là khảo hạch đệ tử ngoại môn, đây là phương thức tuyển nhận đệ tử thông thường của kiếm tông, miễn là trước 17 tuổi đạt tới lục phẩm huyền giả đều có tư cách tham gia khảo hạch này. Đệ tử ngoại môn thông qua khảo hạch đều có thực lực cùng địa vị cao hơn đệ tử được nhận bằng phương thức đầu tiên, bởi vì khảo hạch vô cùng nghiêm khắc, không chỉ phải có thực lực mạnh mẽ, còn phải yêu cầu ngộ tính và thiên phú cực cao. Có thể nói, người được nhận thông qua cách thứ nhất chính là đi cửa sau, còn cách thứ hai đều dùng thực lực bản thân trở thành đệ tử ngoại môn, cho nên, ở kiếm tông, người đi cửa sau thường chênh lệch địa vị rất nhiều so với người thông qua khảo hạch. Thiên trưởng lão ngẫm nghĩ, sau đó móc ra một cái túi nhỏ từ trong lồng ngực, đưa cho Dương Diệp, nói, Dương Diệp, người có chí khí, rất tốt, đây là 10 viên năng lượng thạch và hộ mạch đan, năng lượng thạch có thể giúp người hấp thu huyền khí rất nhanh chóng. Hộ mạch đan có thể bảo vệ kinh mạch của ngươi không bị tổn thương. Nhìn cái túi nhỏ kia, Dương Diệp hơi do dự, sau đó nhận lấy cái túi, chân thành nói, thiên lão, ngài yên tâm, lần này ta quyết không để ngài thất vọng nữa. Hắn không từ chú ý tốt của thiên lão, quả thực lúc này hắn cần tài nguyên tu luyện, bằng không với tốc độ tu luyện hiện tại của hắn,
nhất định không thể nào đạt tới lục phẩm huyền giả trước 17 tuổi được. Thiên trưởng lão gật đầu, cười nói, ta tin tưởng, người có được ngũ hành huyền khí đều tu luyện rất nhanh, trước kia ta không biết ngươi xảy ra vấn đề gì, nhưng xem ra hiện tại, ngươi đã không sao rồi. Ngươi cố gắng tu luyện, đến lúc diễn ra khảo hạch ngoại môn, tranh thủ tiến vào 10 vị trí đầu, để cho mấy lão già kia nhìn xem, ai mới là phế vật. Nói xong lời sau cùng, trong lời nói của thiên trưởng lão cũng ẩn chứa một tia tức giận, mặc dù tính tình ông tốt, nhưng vừa nghĩ tới vẻ mặt của những trưởng lão ngoại môn lúc trước, ông vẫn còn chút tức giận. 10 vị trí đầu sao? Dương Diệp thấp giọng nói. Thế nào, không tự tin hay sao? Thiên trưởng lão cười nói. Dương Diệp lắc đầu, tại sao hắn không tự tin? Mục tiêu của hắn không phải là đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn mới thật sự là mục tiêu của hắn. Trước kia hắn không dám hy vọng xa vời đến vị trí đệ tử nội môn, nhưng bây giờ, có vòng xoáy nhỏ thần bí kia ở đan điền, cộng thêm sự cố gắng của hắn, hắn tin tưởng mình nhất định có thể trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên, phải trở thành đệ tử ngoại môn sau đó mới có tư cách tham gia khảo hạch đệ tử nội môn. Dương Diệp trầm ngâm một lát, sau đó nói, thiên lão, ta có chuyện muốn nhờ ngài một chút. Chuyện gì? Thiên trưởng lão hiếu kỳ nói. Dương Diệp mang chuyện muội muội của mình bị Liễu gia ở An Nam Thành để mắt tới nói ra, vốn dĩ hắn muốn giải quyết Liễu gia bằng bản lĩnh của mình, nhưng mà hiện tại, thực lực của hắn còn chưa đủ, còn cần thêm thời gian, cho nên hắn chỉ có thể nhờ đến thiên lão. Nghe được Dương Diệp lời nói, thiên trưởng lão trầm mặc một hồi, sau đó nói, nếu như ta đoán không sai, gần đây bên trong ngoại môn có một đệ tử tên Liễu Thanh Vũ hẳn là người nhà Liễu gia, cho nên Liễu gia mới không để ý tới cảnh cáo của ta lúc trước. Lại đánh chủ ý lên người nhà ngươi. Liễu Thanh Vũ. Nghe thấy tên họ, sắc mặt thiên trưởng lão thoáng ngưng trọng, nói y là người nhà Liễu gia, trước đó không lâu thông qua khảo hạch đạt hạng thứ 3 trở thành đệ tử ngoại môn, tu luyện được một tháng, y đã được xếp thứ 29 trên bảng ngoại môn. Nghe nó, một số trưởng lão nội môn đã bắt đầu chú ý đến y rồi. Bảng ngoại môn thứ 29. Sắc mặt Dương Diệp cũng ngưng trọng. Ngoại môn bảng. Là bảng xếp hạng thực lực của đệ tử ngoại môn kiếm tông, đệ tử ngoại môn có mấy ngàn, bên trong đó cường giả vô số, nghe nói cường giả xếp hạng 10 vị trí đầu đã có thực lực không kém một số trưởng lão ngoại môn. Liễu Thanh Vũ đó chỉ tốn một tháng ngắn ngủi đã đứng thứ 29, đủ để thấy thiên phú cùng thực lực của y. Ngươi yên tâm, ta sẽ đi An Nam Thành một chuyến. Thiên trưởng lão nói, hiện tại Liễu Thanh Vũ chưa phải là đệ tử nội môn, Liễu gia vẫn còn nể mặt ta một chút. Nhưng mà, nếu như 3 tháng sau thí luyện đệ tử nội môn bắt đầu, Liễu Thanh Vũ có thể thông qua trở thành nội môn đệ tử, khi đó, có khả năng Liễu gia sẽ không lo lắng về ta nữa. Nghe vậy, Dương Diệp đối với thiên trưởng lão khom người, nói cảm ơn thiên lão. Dương Diệp biết, một khi Liễu Thanh Vũ trở thành đệ tử nội môn, thân phận của trưởng lão ngoại môn đối với y không còn một chút ràng buộc nào, khi đó, đã có tài nguyên tu luyện của đệ tử nội môn, thực lực của Liễu Thanh Vũ sẽ tăng nhanh hơn. Đến lúc đó, Liễu gia ở An Nam Thành nhất định sẽ không kiêng nể gì cả. Muốn Liễu gia kiêng kỵ, vậy thì hắn phải có thực lực cùng địa vị mạnh hơn Liễu Thanh Vũ, nói cách khác, lúc này hắn chỉ có 3 tháng thời gian, nếu như 3 tháng sau hắn không thể vượt qua Liễu Thanh Vũ, vậy thì muội muội và mẫu thân sẽ gặp nguy hiểm. Tiểu tử, Liễu Thanh Vũ y có thể tiến đến thứ 29 bảng ngoại môn, vậy thì y đã trở thành cường giả tiên thiên cảnh, nhất định ngươi phải cố gắng. Bằng không thì đừng nói đến bảo vệ người nhà, thậm chí có thể giữ được tính mạng của mình hay không, là cả một vấn đề. Thiên trưởng lão trầm giọng nói. Cường giả tiên thiên cảnh. Đồng tử Dương Diệp co lại, nắm chặt hai tay. Mọi người đều biết, phía dưới tiên thiên cảnh chính là phàm nhân cảnh. Phàm nhân cảnh có từ nhất phẩm đến cửu phẩm, sau cửu phẩm được xưng là tiên thiên. Phàm nhân cảnh cùng cường giả tiên thiên cảnh có sự chênh lệch vô cùng lớn, bởi vì sau khi đạt tới tiên thiên, không cần phải nói xa xôi, chính là tiên thiên huyền khí không phải thứ cường giả phàm nhân cảnh có thể công phá được. Tiên thiên cảnh sao? Xem ra phải cố gắng gấp bội rồi. Hai nắm đấm Dương Diệp siết chặt, thần sắc kiên định. Nhìn Dương Diệp không bị hù dọa bởi tiên thiên cảnh, thiên trưởng lão gật đầu cười, lúc trước ông dùng một danh ngạch cho Dương Diệp, ngoại trừ vì Dương Diệp coi trọng tình nghĩa, chính là tính cách này của Dương Diệp. Con đường võ đạo, ngoại trừ thiên phú cường đại, còn cần đến loại tính cách và tâm tính giống như Dương Diệp. Từ biệt thiên trưởng lão, đêm đã khuya, Dương Diệp không đi Thanh Phong Cốc tu luyện nữa, mà về phòng của mình, sau đó lấy ngũ hành phù văn quyết ra nghiên cứu.
Nếu như có thể chế tạo ra phù lục, như vậy khẳng định thực lực của hắn sẽ có trợ giúp rất nhiều, dù sao những phù lục ấy thật sự rất biến thái. Nhìn các phù lục được giới thiệu bên trong ngũ hành phù văn quyết, Dương Diệp càng xem càng kinh hãi, có một số phù lục mang công hiệu rất cường đại. Ví dụ trong ngũ hành phù văn quyết có một loại phù lục gọi là tụ linh phù, loại phù lục này có thể làm người sử dụng hấp thu huyền khí rất nhanh, mặc dù chỉ có tác dụng 1-2 canh giờ, nhưng cũng đã rất cường đại rồi. Còn có loại cường lực phù, lại có thể khiến cho lực lượng bản thân tăng lên gấp đôi trong một giờ, còn có rất nhiều. Nhìn một hồi, cuối cùng Dương Diệp kìm nén không được, quyết định chế tạo một cái phù lục, hắn không lựa chọn những cái phù lục có độ khó cao, mà lựa chọn cường lực phù. Suy nghĩ thì đơn giản, nhưng Dương Diệp nhận ra chế tạo phù lục thật khó hơn so với suy nghĩ rất nhiều, nhưng Dương Diệp cũng không nhụt chí, mà tiếp tục thử một lần lại một lần. Mấy ngày tiếp theo, bởi vì thiên trưởng lão, quản sự mới nhậm chức của đỉnh tạp dịch rất thông minh không có phân phối việc làm cho Dương Diệp, cho nên Dương Diệp có nhiều thời gian, hắn không khổ luyện ở Thanh Phong Cốc, mà là nghiên cứu phù văn quyết. Hôm nay, Dương Diệp nghiên cứu ngũ hành phù văn quyết trong phòng, có gã đệ tử tạp dịch đi tới phòng Dương Diệp, sắc mặt người đệ tử tạp dịch ngưng trọng, nói, Dương ca, ta có chuyện thông báo cho ngươi. Chuyện gì? Dương Diệp khó hiểu hỏi, hắn căn bản không biết người trước mắt này, mặc dù bởi vì liên quan đến hắn, Đỗ Tu những người kia bị diệt trừ, bình thường những tên đệ tử tạp dịch vô cùng khách khí khi gặp hắn, nhưng mà hắn cùng những đệ tử tạp dịch này thực sự không có giao tình gì cả. Nghe thấy lời nói Dương Diệp, tên đệ tử tạp dịch do một chút, sau đó nói, Dương ca, biểu ca của Đỗ Tu hình như muốn trở về rồi. Bởi vì mối quan hệ của Dương Diệp, mọi người ở tạp dịch phong mới không bị nhóm người Đỗ Tu áp bách, những đệ tử tạp dịch này đều có thiện cảm với Dương Diệp, cho nên trong lòng bọn họ không hy vọng Dương Diệp xảy ra chuyện gì. Biểu ca của Đỗ Tu, Dương Diệp nhướng mày, hắn biết, biểu ca của Đỗ Tu là đệ tử ngoại môn, không lẽ đối phương muốn tìm hắn gây sự hay sao? Tên đệ tử tạp dịch kia khẽ gật đầu, nói, Dương ca, mọi người bảo ta tới thông báo cho ngươi một chút. Nghe nói biểu ca của Đỗ Tu đã là cường giả bát phẩm huyền giả, sau khi hắn trở về, nếu như biết được Đỗ Tu những người kia bị ngươi giáng chức đi mỏ tinh quặng, nhất định sẽ tìm ngươi gây chuyện, ngươi phải chuẩn bị tâm lý. Bát phẩm huyền giả sao? Hai mắt Dương Diệp nhắm lại, sau nửa ngày trầm ngâm, sau đó lấy ra 50 miếng kim tệ đưa cho đệ tử tạp dịch trước mắt, nói cảm ơn ý tốt của các ngươi, ta sẽ chú ý, đây là 50 miếng kim tệ, đừng từ chối, cầm đi. Về sau nếu có tin tức gì quan trọng, có thể tới nói cho ta biết. Tạp dịch phong có mấy ngàn đệ tử, phân bố các nơi, mỗi ngày đều có thể nghe được rất nhiều chuyện, có thể nói, những đệ tử tạp dịch này nắm giữ một lượng thông tin rất lớn, nếu như những người này trở thành tai mắt của hắn, như vậy đối với hắn, nhất định có trợ giúp rất lớn. Nhận 50 miếng kim tệ, đệ tử tạp dịch kia kích động nói, Dương ca ngươi yên tâm, sau này nếu có tin tức liên quan đến ngươi, hay là tin tức quan trọng, chúng ta nhất định sẽ thông báo ngươi trước tiên. Nói xong, lui ra khỏi phòng. Thấy đệ tử tạp dịch kia đi ra khỏi phòng, hai mắt Dương Diệp nhắm lại, thấp giọng nói, bát phẩm huyền giả, hiện tại ta mới tứ phẩm huyền giả, xem ra con phải tiếp tục cố gắng. Nửa tháng sau, xoẹt xoẹt xoẹt, trong Thanh Phong Cốc, một gã thiếu niên mặc áo dài màu xanh đang đứng trên một khối cự thạch, trong tay cầm một cành cây dài chừng 1 mét. To khoảng ngón tay trỏ đang không ngừng đâm về phía trước, chém nghiêng, chẻ dọc, cắt ngang đủ cả. Mỗi lần người thiếu niên vung cành cây đều sinh ra một tiếng xé gió rất nhỏ, khi thiếu niên tăng thêm tốc độ, nhất thời âm thanh xé gió rất nhỏ giống như tiếng pháo nổ vang lên trên cự thạch. Đến thời khắc quan trọng, ánh mắt thiếu niên ngưng tụ lại, ném cành cây trong tay về một cây đại thụ phía xa xa, cành cây tốc độ cực nhanh, nơi nó đi qua không ngừng vang lên tiếng xé gió rất nhỏ, khoảng cách hơn 10 thước. Cành cây chỉ mất gần 2 hơi thở thì đã đến phía trước đại thụ. Bùm! Đại thụ cần 3 người ôm mới hết bị cành cây xuyên thấu qua, rồi lại tiếp tục xuyên qua cây đại thụ thứ 2, liên tục xuyên qua 5 cây đại thụ thì cành cây mới dừng lại ở trên cây đại thụ thứ 6. Nhìn những lỗ nhỏ trên những cây đại thụ kia, thiếu niên thấp giọng nói, có năng lượng thạch và hộ mạch đan của thiên trưởng lão cho, cùng với huyền khí màu vàng nhạt của ta không ngừng bổ sung. Lực lượng trong người ta đã mạnh hơn trước không biết bao nhiêu lần. Chỉ đáng tiếc là 10 viên năng lượng thạch và hộ mạch đan đã dùng hết mất rồi. Thiếu niên này chính là Dương Diệp. Trong nửa tháng này, một ngày 12 canh giờ thì hắn gần như dùng 10 canh giờ để tu luyện.
dưới sự cố gắng như vậy hắn không chỉ nâng cao cảnh giới lên lục phẩm huyền giả mà ngay cả kiếm pháp cơ bản của kiếm tông cũng đã tu luyện tới đại viên mãn. Kiếm pháp cơ bản của kiếm tông không phải là thứ quý hiếm gì, chỉ cần là đệ tử ngoại môn đều có một quyển. Loại hàng đầy đường này trừ Dương Diệp ra thì đệ tử ngoại môn kiếm tông cơ bản chưa từng có ai tu luyện qua cả, dù sao kiếm thuật cơ bản có mạnh đi nữa thì sao có thể mạnh hơn kiếm kỹ có phẩm giai được chứ? Trước kia Dương Diệp cũng suy nghĩ như vậy, thế nhưng sau khi bị giáng xuống làm đệ tử tạp dịch thì hắn không có lựa chọn nào nữa, chỉ có thể tu luyện kiếm pháp cơ sở này. Tu luyện được 2 năm, cảnh giới và lực lượng cơ thể hắn không ngừng trở nên mạnh mẽ, kiếm pháp cơ bản cũng càng ngày càng thuần thục, Dương Diệp thấy kiếm pháp này không phải đồ vứt đi như mọi người vẫn nghĩ. Bộ kiếm pháp này đơn giản chỉ có phách, thứ, liêu, tảo, trảm, điểm. Thế nhưng sau 2 năm không ngừng luyện tập, những chiêu thức đơn giản này đã thay đổi không còn đơn giản như vậy nữa. Giống như lúc nãy, mỗi một kiếm hắn chém ra đều phát ra tiếng xé gió rất nhỏ, hiệu quả như vậy thì dù là một số hoàng giai kiếm kỹ của kiếm tông cũng không thể đạt được. Cho nên Dương Diệp quyết định tiếp tục khổ luyện, hắn muốn nhìn xem cực hạn của kiếm pháp cơ bản này tới đâu. Ngẩng đầu nhìn sắc trời, Dương Diệp nhận ra đã là chính ngọ liền vỗ vỗ tay, thấp giọng nói, hôm nay nhất định phải chế tạo được một tấm cường lực phù. Trong ngũ hành phù văn quyết mà Bảo Nhi tặng cho hắn, phương pháp luyện chế cường lực phù không quá phức tạp, dù sao chỉ là phù lục cơ bản. Thế nhưng đối với Dương Diệp vừa mới tiếp xúc lại không có ai hướng dẫn mà nói thì như thế cũng đã cực kỳ phức tạp rồi. Nửa tháng qua hắn không chế tạo thành công được lần nào, nguyên nhân chủ yếu là do từ đầu hắn đã quá nôn nóng. Có kinh nghiệm thất bại nửa tháng qua, Dương Diệp lần này khôn ngoan hơn. Trước đó một tuần hắn không có xuất thủ vẽ cường lực phù mà chỉ nghiên cứu cường lực phù suốt cả tuần, đem toàn bộ lộ tuyến và một số chỗ đặc biệt cần chú ý của cường lực phù đều ghi nhớ rõ lại. Nhớ lại toàn bộ chi tiết về cường lực phù, Dương Diệp xếp bằng ngồi trên cự thạch, lấy phù chỉ và phù văn bút Bảo Nhi cho hắn trong lồng ngực ra, sau đó lại lấy linh thảo dịch và huyền thú huyết dịch mà Bảo Nhi đưa cho ra. Sau khi chuẩn bị hết mọi việc, Dương Diệp ngồi lại, tĩnh khí ngưng thần. Một lát sau huyền khí màu vàng nhạt trong cơ thể chậm rãi chảy vào trong phù văn bút, rồi dựa theo phương pháp luyện chế cường lực phù trong đầu bắt đầu vẽ ra. Nắm phù văn bút, Dương Diệp cẩn thận di chuyển trên phù chỉ, huyền khí màu vàng nhạt trong cơ thể hắn theo phù văn bút chảy vào trên phù chỉ. Sau khi từng dòng huyền khí màu vàng nhạt nhập vào trên phù chỉ thì nhất thời giống như một con giun nhỏ, di chuyển lộn xộn trên đó, Dương Diệp thấy thế vội vàng dùng phù văn bút dẫn dắt tạo ra đủ loại hình kỳ dị. Trong suốt quá trình này, Dương Diệp thở mạnh cũng không dám, hết sức chăm chú cầm phù văn bút chậm rãi dẫn dắt trên phù chỉ, cứ như vậy khoảng một phút đồng hồ, trên phù chỉ dần dần xuất hiện một đóa hỏa diễm màu vàng nhạt, lại qua một phút đồng hồ nữa, Dương Diệp thu bút, trên phù chỉ đã xuất hiện một đóa hỏa diễm màu vàng nhạt hoàn chỉnh. Nhìn thấy hỏa diễm hình thành, Dương Diệp hít sâu một hơi, nét mặt thả lỏng, đương nhiên chuyện còn chưa kết thúc, hắn bây giờ chỉ mới hoàn thành bước đầu tiên. Còn có một bước quan trọng nhất nữa chính là chú linh. Chú linh chính là đem linh thảo dịch cùng huyền thú huyết rót vào trên phù chỉ, lợi dụng năng lượng thiên địa của hai thứ giúp phù lục có linh tính, bước này chính là bước khó nhất, nửa tháng qua hắn đều thất bại ở bước này. Bởi vì hắn muốn đem linh thảo dịch và huyền thú huyết cùng với năng lượng màu vàng nhạt của hắn rót lên đóa hỏa diễm kia cùng một lúc. Nếu như quá trình này thất bại, vậy thì chế phù thất bại. Hít sâu một hơi. Dương Diệp cố gắng ổn định bản thân, sau một lát cầm lấy một bình bạch ngọc, đổ một giọt dịch thể bên trong lên phù chỉ, tiếp đó nhanh chóng cầm lấy một bình bạch ngọc khác đổ một giọt huyền thú huyết ra, hai giọt dịch thể rơi lên trên phù chỉ, Dương Diệp vội vã vận chuyển huyền khí trong cơ thể cưỡng chế dung hợp hai giọt dịch thể lại. Nhờ có huyền khí màu vàng nhạt của Dương Diệp, hai giọt dịch thể dễ dàng hòa vào nhau, tiếp đó Dương Diệp vội vã cầm bút, dẫn hai giọt dịch thể đi theo lộ tuyến của hỏa diễm. Quá trình này được xem là khó nhất bởi vì trong quá trình này Dương Diệp phải dùng huyền khí bọc lấy hai giọt dịch thể, đòi hỏi khống chế linh hồn lực và huyền khí vô cùng nghiêm ngặt. Trong quá trình này chỉ cần không chú ý một chút, hoặc là không thể chú linh trong vòng một hơi thở thì tấm phù lục này sẽ thất bại. Bởi vì huyền thú huyết và linh thảo dịch nếu như không được huyền khí bao lại thì sẽ tách nhau ra trong nháy mắt, một khi hai thứ xa nhau, hỏa diễm trên tấm phù sẽ bị loạn, khi đó tất cả cố gắng lúc trước sẽ trở nên uổng phí. Từng giọt mồ hôi lạnh không ngừng xuất hiện trên trán Dương Diệp, hai mắt của hắn không dám động đậy, chỉ sợ vừa nháy mắt một cái thì lộ tuyến sẽ bị lệch ngay. Cứ như vậy, cẩn thận từng tí một khoảng chừng 2 phút,
Trên mặt Dương Diệp dần dần hiện lên nét tươi cười, vẻ hưng phấn trong mắt không thể che giấu được. Lại qua một phút đồng hồ, Dương Diệp đột nhiên thu bút, bút vừa rời khỏi phù chỉ thì nhất thời hỏa diễm trên phù chỉ giống như lửa thật, tỏa ra màu vàng nhạt, hỏa diễm trên phù chỉ trông rất sống động, nhìn rất giống vật sống. Cuối cùng cũng thành công rồi, cuối cùng cũng thành công rồi, Dương Diệp ta đã là một nhất phẩm phù văn sư rồi, ha ha, thấy đóa hỏa diễm trên phù chỉ, Dương Diệp không khỏi kích động cười lớn lên. Từ trong cơ sở phù văn quyết mà Bảo Nhi đưa cho hắn, Dương Diệp biết được một ít thông tin cơ bản về phù văn sư. Phù văn sư cũng giống như huyền giả, đều phân chia cảnh giới. Từ nhất phẩm tới ngũ phẩm là minh phù sư, chế tạo được phù lục cơ bản, sau ngũ phẩm là linh phù sư, địa phù sư, thiên phù sư, tiên phù sư, thần phù sư. Nhất phẩm tới ngũ phẩm là minh phù sư, có thể chế tạo một loại phù thì tính là nhất phẩm, nếu như có thể chế tạo 5 loại phù lục cơ bản. Thấu hiểu về 5 loại thuộc tính thì đạt tới ngũ phẩm. Dương Diệp bây giờ chế tạo thành công được một tấm cường lực phù, cũng được xem là một nhất phẩm phù văn sư rồi. Cố nén kích động trong lòng, Dương Diệp cầm lấy tấm cường lực phù trên tảng đá, quan sát một hồi, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, thấp giọng nói, phù lục chia thành thứ phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, tấm cường lực phù của ta khiến hỏa diễm như vật sống. Hẳn là thượng phẩm, nhưng mà không phải trong quyển trục nói tỷ lệ thượng phẩm rất thấp sao? Chẳng lẽ nguyên nhân là do huyền khí màu vàng nhạt của ta? Dương Diệp từ trong cơ sở phù văn quyết biết được, phù lục cũng có chia phẩm chất không giống nhau thì hiệu quả cũng không giống nhau. Cường lực phù hạ phẩm tăng cho người dùng tối đa 5 thành lực lượng, trung phẩm khoảng chừng gấp đôi, mà thượng phẩm thì nâng cao gấp 3, về phần cực phẩm thì có thể nâng cao lực lượng lên hơn 6, 7 lần. Hiệu quả của phù lục thượng phẩm và cực phẩm mặc dù kinh người thế nhưng độ khó chế tạo cũng rất lớn, tỷ lệ thành công của phù lục thượng phẩm cực kỳ thấp, thế nhưng không nghĩ tới tấm phù lục này của hắn lại là thượng phẩm, chẳng lẽ mình thật sự là thiên tài tuyệt diễm? Dương Diệp cảm thấy có chút nghi hoặc. Xem ra sau này phải hỏi Bảo Nhi mới được. Dương Diệp không suy nghĩ vấn đề này nữa, nhìn cường lực phù trong tay, khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra một nụ cười quỷ dị, sau này nếu như mình đánh nhau với người khác. Dưới tình huống thực lực không kém nhiều lắm thì đột nhiên mình dùng một tấm phù vậy khẳng định sẽ khiến đối thủ tức nghẹn mà chết. Nghĩ vậy khóe miệng Dương Diệp càng cười rộng hơn, cười đến mức đắc ý, sau một lát hắn cất cường lực phù cẩn thận rồi bước nhanh đi về phía cửa Thanh Phong Cốc. Ra khỏi Thanh Phong Cốc, Dương Diệp đi tới luyện võ trường, vừa tới luyện võ trường Dương Diệp đã bị một gã thanh y đệ tử cản lại, gã đệ tử này khoảng chừng 17, 18 tuổi, ở vai trái của áo có khắc một chữ ngoại nho nhỏ. Đây là tiêu chí của đệ tử ngoại môn. Nhìn thanh y nam tử trước mắt lộ ra sát khí với hắn, Dương Diệp biết người này chính là biểu ca của Đỗ Tu, Đoàn Quân, thực lực đạt tới bát phẩm huyền giả. Nhìn thấy Dương Diệp bị mấy người Đỗ Tu chặn lại, một ít đệ tử tạp dịch nhất thời lắc đầu thở dài, vì có Dương Diệp mà các đệ tử tạp dịch ở tạp dịch phong không còn bị mấy người Đỗ Tu bắt nạt nữa, cho nên những đệ tử tạp dịch này rất có hảo cảm với Dương Diệp. Bây giờ biểu ca của Đỗ Tu từ thế tục trở về, như vậy kết cục của Dương Diệp cũng có thể đoán được. Đoàn Quân cũng nhìn Dương Diệp, trong mắt lóe lên sát ý lạnh lẽo, hôm nay gã mới từ thế tục trở về lại phát hiện Đỗ Tu và Từ quản sự sẽ bị đày đi tinh mỏ, mà đầu sỏ gây nên chính là tên đệ tử tạp dịch trước mắt này, nên biết đệ tử tạp dịch của Kiếm Tông cùng một số đệ tử ngoại môn đều biết Đỗ Tu là biểu đệ của gã, Từ quản sự là người của gã, đánh chó còn phải ngó mặt chủ, thế mà cái tên trước mắt này lại trực tiếp đánh vào mặt gã. Hơn nữa quan trọng nhất là Đỗ Tu và Từ quản sự mỗi năm đều nộp cho gã hơn vạn mai kim tệ, có số tiền này gã có thể mua thêm nhiều tài nguyên tu luyện, thế mà bây giờ khoản tài nguyên này vì tên trước mắt này mà không còn nữa. Hơn vạn mai kim tệ, đây là tài nguyên chủ yếu của gã, trong lòng gã đang rỉ máu. Nghĩ vậy, Đoàn Quân híp hai mắt lại, nói, phế vật, biểu đệ của Đoàn Quân ta mà ngươi cũng dám bắt nạt, chết đi cho ta. Nói xong thân hình khẽ động. Thủ trưởng vỗ lên mặt Dương Diệp. Nhìn thấy Đoàn Quân trực tiếp động thủ, hơn nữa lại trực tiếp hạ sát thủ, sắc mặt Dương Diệp trầm xuống, quát khẽ một tiếng, vung nắm đấm đánh tới thủ trưởng của Đoàn Quân. Bốp! Quyền trưởng chạm nhau, Dương Diệp thụt lùi 3 bước, Đoàn Quân cũng bị lùi 3 bước. Lần giao thủ đầu tiên, hai người hòa nhau. Nhìn thấy mình bị Dương Diệp đẩy lùi, trong mắt Đoàn Quân lóe lên vẻ kinh ngạc. Quan sát Dương Diệp một hồi, nói, ngươi đã là huyền giả. Có điều vậy thì sao chứ, ban nãy ta chỉ đánh ra một thành thực lực, bây giờ ngươi chết đi cho ta. Nói xong,
huyền khí trong cơ thể bắt đầu vận chuyển, chuẩn bị xuất thủ giết Dương Diệp lần nữa. Chờ đã, Dương Diệp đi tới trước một bước, nhìn đoàn quân đứng trước mặt, trong mắt cũng lóe lên sát ý, người này biết mấy người Đỗ Tu bị thiên trưởng lão cách chức thế nhưng gã không dám đi tìm thiên trưởng lão gây phiền toái lại tìm đến mình, hơn nữa vừa động thủ đã là sát thủ, hắn cũng thấy tức giận. Sao hả, muốn xin tha sao? Đoàn quân châm chọc nói, sớm biết có hôm nay hà tất trước kia làm vậy. Biểu đệ của đoàn quân ta mặc dù chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, nhưng cũng không phải một phế vật như ngươi có thể bắt nạt được. Bây giờ quỳ xuống dập đầu 1000 cái cho ta, hô to ta sai rồi, sau đó cút khỏi kiếm tông, ta có thể không giết ngươi. Ta muốn khiêu chiến ngươi, quyết đấu sinh tử đài. Dương Diệp nhìn thẳng đoàn quân, ngữ khí kiên định. Lặng, giống như chết lặng. Đệ tử tạp dịch xung quanh cùng bản thân đoàn quân đều trở nên sửng sốt. Đệ tử tạp dịch khiêu chiến đệ tử ngoại môn, lại còn là sinh tử đài. Phách, thứ, liêu, tảo, chảm, điểm, bổ, đâm, vung, quét, chém, chỉ. Phù chỉ, giấy vẽ phù. Thanh y đệ tử mặc áo xanh. Sinh tử đài, ý nghĩa như tên, chính là quyết chiến sinh tử. Bất kỳ một đệ tử nào của tông phái đều không tránh khỏi có ân oán, đổ bất như sơ, kiếm tông tạo ra sinh tử đài này chính là để cho các đệ tử giải quyết những ân oán đó. Một khi nếu đệ tử nào đó có ân oán không thể dàn xếp thì có thể khiêu chiến đối phương, đương nhiên cảnh giới người khiêu chiến không thể cao hơn người bị khiêu chiến hai cấp bậc. Dương Diệp vốn cũng không định khiêu chiến sinh tử đài này, nhưng thấy đoàn quân hạ sát thủ với hắn, hắn biết đối phương căn bản không định bỏ qua cho mình. Mà một khi đối phương động thủ tại đây, dù cho hắn thắng hay thua thì cũng sẽ bị thiệt. Thua, không cần nói cũng biết, đối phương có thể sẽ hành hạ hắn đến chết thắng, hắn không được bất cứ chỗ tốt nào, nhưng lại không thể giết đối phương, thậm chí làm bị thương đối phương thì hắn cũng gặp phiền phức, dù sao hắn bây giờ chỉ là một đệ tử tạp dịch. Chỉ có quyết chiến sinh tử đài, hắn và đối phương mới trở thành bình đẳng, hắn có thể giết đối phương. Ha ha, sau khi tỉnh hồn lại. Đoàn quân liền cười to lên, chỉ vào Dương Diệp, trên mặt không giấu nổi vẻ khinh thường, nói, buồn cười chết mất, phế vật đệ nhất trong lịch sử lại khiêu chiến ta, sinh tử đài. Ngươi dựa vào gì thế? Dựa vào ngươi là phế vật đệ nhất hả? Đối với sự khinh thường của đoàn quân, Dương Diệp không thèm để ý chút nào, nói, kiếm tông quy định, người cảnh giới thấp khiêu chiến với người cảnh giới cao không thể cự tuyệt. Đương nhiên ngươi muốn cự tuyệt cũng được. Có điều như thế thì sau này khắp kiếm tông sẽ truyền tai nhau rằng đoàn quân ngươi ngay cả khiêu chiến của một đệ tử tạp dịch cũng không dám nhận. Ta biết ngươi đang khiêu khích ta. Đoàn quân cười lạnh nói, có điều ta nhận khiêu chiến của ngươi, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu, ta sẽ đập nát từng khối xương cốt khắp người ngươi ngay trên sinh tử đài trước mặt mọi người kiếm tông, để cho mọi người biết phế vật chính là phế vật, dù cho ngươi trở thành huyền giả vẫn là phế vật. Nói xong chưa? Nói xong thì gặp nhau trên sinh tử đài đi. Dương Diệp bình thản liếc nhìn đoàn quân, sau đó xoay người đi lên sinh tử đài. Thấy bộ dáng vân đạm phong khinh của Dương Diệp, sát ý trong mắt của đoàn quân càng đậm, một tên phế vật còn ra vẻ cao nhân. Dương Diệp không chỉ chặt đứt tài lộ của gã, bây giờ còn tại chỗ khiêu chiến gã, một tên đệ tử tạp dịch khiêu chiến gã, chính là đang vũ nhục gã. Ta sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết. Dương Diệp ước chiến đệ tử ngoại môn. Quyết chiến trên sinh tử đài, đi, nhanh đi xem thôi. Cái gì, ngươi không nghe nhầm chứ? Dương Diệp ước chiến đệ tử ngoại môn, đầu ngươi bị cửa kẹp à? Đầu ngươi mới bị cửa kẹp ấy, đầu cả nhà ngươi đều bị cửa kẹp. Ngay lúc nãy, biểu ca của tạp chủng Đỗ Tu kia tìm Dương Diệp gây phiền toái, không ngờ Dương Diệp đã trở thành huyền giả. Hơn nữa ngay tại chỗ khiêu chiến biểu ca của Đỗ Tu, lúc này bọn họ đã đi sinh tử đài rồi, nhanh đi thôi. Dương Diệp đã là huyền giả rồi sao? Được, đi, đi cổ vũ cho Dương Diệp. Đệ tử ngoại môn phong. Cái gì, đệ tử tạp dịch khiêu chiến đệ tử ngoại môn chúng ta? Chính là phế vật đệ nhất trong lịch sử kia sao? Ngươi có lầm không đấy? Cái tên phế vật đệ nhất trong lịch sử ngay cả huyền giả cũng không phải mà. Ai biết, dù sao bọn họ đã đi sinh tử đài rồi, mau đi thôi, đi tới trễ thì đệ tử tạp dịch kia đã bị giết mất, không thể xem kịch hay được. Ta đi thông báo cho những người khác đã. Đệ tử tạp dịch khiêu chiến đệ tử ngoại môn chúng ta. Lại còn là sinh tử đài, thật là không biết tự lượng sức mình, đi, chúng ta đi xem đệ tử ngoại môn chúng ta dạy dỗ hắn ra sao. Chỉ trong chốc lát,
Chuyện Dương Diệp khiêu chiến đệ tử ngoại môn giống như ôn dịch lan truyền khắp tạp dịch phong và ngoại môn đệ tử phong, mấy nghìn đệ tử tạp dịch và mấy trăm đệ tử ngoại môn đều chạy tới sinh tử đài xem. Trên sinh tử đài, một lão nhân mặc trường bào màu xanh nhìn Dương Diệp và thanh y nam tử, có điều ánh mắt lão nhân đa phần đều rơi trên người Dương Diệp. Lão nhân tên là Tào Hỏa, là trưởng lão ngoại môn kiếm tông, trưởng quản chấp pháp đội ngoại môn. Trước kia lão cũng đã gặp rất nhiều trận quyết chiến sinh tử đài, thế nhưng đệ tử tạp dịch khiêu chiến đệ tử ngoại môn thì lão mới gặp lần đầu tiên. Tào Hỏa phất tay phải lên, hai viên năng lượng thạch bay tới bên Dương Diệp và đoàn quân, nói, sinh tử đài, không có quy tắc gì cả, mặc các ngươi dùng thủ đoạn gì cũng được. Để cho bắt đầu công bằng, bây giờ đều tự khôi phục đầy huyền khí trong cơ thể đi, sau đó bắt đầu. Nói xong lão nhân thân hình khẽ động, bay qua một bên. Ngươi sẽ phải chết, đoàn quân nhìn Dương Diệp, lạnh nhạt nói. Dương Diệp không có đáp lại, đi tới bên kệ binh khí chọn lấy một thanh trường kiếm dài chừng một thước năm, rộng hai ngón tay, do tinh thiết phổ thông bách luyện tạo thành, không phải là thứ gì tốt, thuộc về vũ khí không có phẩm giai. Thanh phong kiếm, tam phẩm hoàng giai, chém sắt như chém bùn. Trên tay đoàn quân xuất hiện một thanh trường kiếm, nhìn Dương Diệp nói, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi đâu. Ta sẽ đánh gãy gân tay gân chân của ngươi, đập nát xương cốt trên người ngươi, sau đó phái người đưa ngươi về nhà, để cho cả nhà ngươi cùng nhau chịu đau khổ. Thế nào, ta nhân từ không hả? Tiện tay múa một đường kiếm, Dương Diệp bình thản nói, yên tâm, ta cũng sẽ nhân từ với ngươi. Nói xong Dương Diệp ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí trong năng lượng thạch. Trong mắt đoàn quân thoáng hiện lên sát ý âm lãnh, sau đó cũng xếp bằng ngồi xuống hấp thu linh khí trong năng lượng thạch. Lúc này tại một nơi nào đó dưới sinh tử đài, hơn trăm đệ tử ngoại môn nhìn Dương Diệp và thanh y nam tử trên đài, một người mặt dài quay qua nói với các đệ tử ngoại môn, Giang Thu Thủy, đoàn quân là bát phẩm huyền giả, cảnh giới tên tạp dịch kia thì ta không rõ, có điều ta đoán trong vòng 10 chiêu đoàn quân sẽ lấy đầu của hắn. Ta cược 5 chiêu, nam tử gọi là Giang Thu Thủy nhìn nam tử mặt dài nói, 20 viên năng lượng thạch, cược không? Ngươi khinh thường đệ tử tạp dịch kia như vậy sao? Nam tử mặt dài cười nói, vào tông được 2 năm, đến bây giờ mới thành huyền giả, loại phế vật này xứng đáng được ta xem trọng sao? Giang Thu Thủy khinh thường nói, sao hả, 20 viên, ta cá đoàn quân sẽ lấy đầu hắn trong vòng 5 chiêu, dám không? Gì mà không dám, nam tử mặt dài cười to nói, đệ tử tạp dịch kia nếu dám khiêu chiến đoàn quân, vậy thì chắc chắn có chút bản lĩnh, ta không tin hắn sống không nổi qua 10 chiêu, còn có ai cược không? Ta cược 5 chiêu, ta cược 10 chiêu, ta cá đệ tử tạp dịch kia thắng, 50 viên năng lượng thạch. Đúng lúc này một giọng nói có vẻ non nớt vang lên giữa sân. Bọn đệ tử ngoại môn ngẩn ra, quay đầu nhìn lại thì thấy một tiểu cô nương khoảng 14, 15 tuổi đang cười híp mắt nhìn bọn họ. Tiểu cô nương mặc một chiếc váy hoa màu vàng, che giấu đi vóc người đã có chút trưởng thành, lông mi hình lá liễu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi mắt linh động thỉnh thoảng chuyển động. Lộ ra vẻ giảo hoạt. Tiểu cô nương không phải ai khác chính là Bảo Nhi ở Phù Phong. Hôm nay nàng đến gặp riêng Dương Diệp nhưng không ngờ tới Dương Diệp lại đi đánh nhau với người khác. Càng không nghĩ tới những người trước mắt này lại đều khinh thường Dương Diệp. Nàng biết rõ sự lợi hại của Dương Diệp. Dương Diệp là ngũ hành huyền khí đấy. Đám đệ tử ngoại môn thấy là một tiểu cô nương thì có chút kinh diễm. Tuy rằng còn nhỏ thế nhưng tất cả mọi người có thể tưởng tượng được phong thái tuyệt thế của nàng sau khi lớn lên. Trong mấy tên còn lộ ra vẻ dâm uế. Nhìn thấy ánh mắt đáng ghét của mấy người kia, Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, sau đó lấy một sấp phù lục từ trong túi ra đi tới trước mặt Giang Thu Thủy, nói ta muốn đánh cuộc với các ngươi. Ta muốn cược tiểu tạp dịch kia thắng. Giang Thu Thủy khẽ giật mình, thế nhưng khi thấy sấp phù chỉ trên tay Bảo Nhi thì nhất thời ngây người, qua một lát mới phục hồi tinh thần lại, biểu tình vốn có chút cao ngạo lạnh lùng trở nên nhiệt tình. Nhẹ giọng hỏi, ngươi là người Phù Phong phải không? Lúc này đám đệ tử ngoại môn cũng phát hiện sấp phù chỉ trên tay Bảo Nhi, đó là phù lục A, chỉ có vị trí thập đại cường giả trên ngoại môn bảng mới có tư cách nhận phù lục. Ánh mắt mọi người trở nên có chút nóng bỏng. Bảo Nhi hừ một tiếng nói, đúng thế, ta cược tên đệ tử tạp dịch thắng, các ngươi có cược không? Nàng rất ghét những người này, không chỉ khinh thường tiểu tạp dịch, còn dùng ánh mắt đáng ghét nhìn nàng nữa. Nàng phải thắng sạch hết tài nguyên tu luyện của bọn họ. Cược tên đệ tử tạp dịch kia thắng. Nghe thế đám đệ tử ngoại môn nhìn nhau, tiểu cô nương trước mắt này bị hỏng đầu à.
vậy mà lại đi cược đệ tử tạp dịch kia thắng, nên biết đoàn quân đã là bát phẩm huyền giả, đệ tử tạp dịch kia tối đa cũng chỉ tứ, ngũ phẩm gì đó, có thể chiến thắng đoàn quân sao? Nghĩ thế bọn họ lại nhìn nhau, ánh mắt lộ ra vẻ tham lam không che giấu nổi. Ánh mắt Giang Thu Thủy lóe lên, sau đó nói, được, chúng ta có thể cược với ngươi, có điều cho ngươi cầm cái, bởi vì chúng ta đều cược đệ tử tạp dịch kia thua, thế nào hả? Bảo Nhi suy nghĩ một chút, sau đó nói, được, các ngươi đặt đi, bao nhiêu ta cũng nhận. Nén kích động trong lòng xuống, Giang Thu Thủy tiếp tục nói, ngươi xem, chúng ta có vài trăm người, đây là con số không nhỏ đâu, nếu như ngươi thua thì. Bảo Nhi đương nhiên biết ý của Giang Thu Thủy, lập tức nhướng mày, sau đó lại lấy trong túi ra một sấp phù lục, nói, đây, chỗ này có khoảng 20 cái phù lục, đều là trung phẩm, mỗi một tấm tương đương 500 viên năng lượng thạch. Nếu như ta thua thì lấy cái này gán nợ được chứ? Phù lục trung phẩm. Nhìn phù lục nơi tay Bảo Nhi, trong mắt đám người này đã nóng lên không thèm che giấu chút nào cả. Mỗi một tấm phù lục trung phẩm cũng không phải cứ dùng 500 năng lượng thạch thì mua được, nếu như để cho bọn hắn bán thì bán 1.000 cũng không thành vấn đề. Lần này không cần Giang Thu Thủy nói nữa, đám đệ tử ngoại môn vội vàng gật đầu đồng ý. Khó gặp được người coi tiền như rác để cho bọn hắn làm thịt. Nếu như không làm thịt thì sẽ bị thiên khiển mất. Ta cược 500 năng lượng thạch, Giang Thu Thủy đột nhiên nói, trên người chúng ta không mang nhiều năng lượng thạch, người có thể ghi nợ lại, nếu như thua chúng ta nhất định sẽ đưa, chúng ta đều là đệ tử ngoại môn sẽ không lừa ngươi đâu. Nghe được Giang Thu Thủy nói, đám đệ tử tạp dịch sửng sốt, 500 năng lượng thạch không phải số nhỏ nha, nên biết bọn họ một tháng chỉ có thể nhận 20 viên năng lượng thạch, Giang Thu Thủy có nhiều như vậy không? Đúng như đệ tử ngoại môn xung quanh nghĩ, Giang Thu Thủy không có 500 năng lượng thạch, thế nhưng gã cũng không sợ, bởi vì tên đệ tử tạp dịch kia có thể thắng không? Đáp án tất nhiên là tuyệt đối không thể. Bảo Nhi nghĩ một lát rồi nói, cũng được, các ngươi cũng báo giá đi. Ta sẽ ghi nợ cho các ngươi. Nàng không sợ những người này quyệt nợ, kiếm tông còn chưa có người dám chiếm tiện nghi của nàng đâu. Ta thêm 2.000 năng lượng thạch, thấy nàng đồng ý cho ghi nợ. Giang Thu Thủy lập tức tăng thêm 2.000 năng lượng thạch, không làm thịt cái người xem tiền như cỏ rác này thì gã sẽ không tha thứ cho chính mình. Thấy Bảo Nhi đồng ý cho ghi nợ, đám đệ tử còn lại cũng xôn xao lên, sau đó lập tức hét giá. Ta cũng cược 1.000 năng lượng thạch. Ta 800. Ta 2.000. Nhìn thấy mọi người tăng giá, Bảo Nhi cười đến mắt híp cả lên, sau đó vội vã cầm bút ghi lại tiền đặt cược của bọn họ lại. Đối với nàng mà nói, Dương Diệp có thể thắng là tốt nhất, mà thua thì cũng không sao cả, dù sao những phù lục này không những phù phong có rất nhiều, mà chính nàng cũng có thể tự chế tạo được. Đổ bất như sơ, đắp đập không bằng khơi thông, lấy từ tích đại vũ trị thủy. Vân đạm phong khinh, điềm nhiên như mây gió. Trên sinh tử đài, vào thời điểm này, hai người đồng thời mở hai mắt, ánh mắt chạm vào nhau, trong mắt Đoàn Quân thoáng hiện sát ý dày đặc không chút che giấu. Còn Dương Diệp thì bình tĩnh không chút gợn sóng, không một tia chấn động. Hai người đứng dậy, Đoàn Quân cầm thanh phong kiếm trong tay vung vẩy, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, ta nhường ngươi ba chiêu. Mặc dù Dương Diệp đã trở thành huyền giả, nhưng gã cũng không sợ, gã không chỉ so với đối phương cao hơn hai bậc, vũ khí cùng kiếm kỹ đều là thứ mà đối phương không có được, cho nên, gã chuẩn bị chơi trò mèo vờn chuột. Ngu ngốc! Mắng thầm một tiếng, Dương Diệp cầm trường kiếm đi về phía Đoàn Quân, khi đi đến trước người Đoàn Quân 2 mét, đột nhiên, hai mắt Dương Diệp vốn lạnh nhạt, bất ngờ thoáng hiện một tia dữ tợn, sau một khắc, chân phải Dương Diệp bất chợt đạp đất, mượn sức từ mặt đất truyền đến, cả người như một quả đạn pháo, trường kiếm trong tay đâm tới Đoàn Quân. Chỗ Dương Diệp đạp chân, sàn nhà kia vốn cứng rắn, nhưng lúc này nát vụn hoàn toàn, đây là một kích toàn lực của Dương Diệp. Khoảnh khắc Dương Diệp vừa lao người ra, lão già ngoại môn ở dưới đài vốn sắp ngủ đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Khoảnh khắc Dương Diệp bỗng nhiên xông tới, sắc mặt Đoàn Quân đại biến, trong mắt kinh hãi muốn chết, khoảng cách gần như vậy, cộng thêm Dương Diệp bất ngờ ra tay, gã lúc này đã không kịp trốn tránh cùng đón đỡ, chỉ có thể nhìn trường kiếm Dương Diệp đâm vào trước ngực của gã. Đinh! Trường kiếm Dương Diệp đâm vào trước ngực Đoàn Quân, một tiếng lanh lảnh vang lên giữa sân. Cả người Đoàn Quân ngay lập tức lùi về phía sau tầm 10 bước. Thấy trường kiếm không thể đâm sâu vào, Dương Diệp nhướng mày, cũng không đuổi theo, nhìn trước ngực Đoàn Quân,
bên dưới lớp áo, một tia ngân quang sáng trắng không ngừng lấp lóe. Trên người có mặc huyền giáp, nghĩ vậy, ánh mắt Dương Diệp nhíu lại, huyền khí trong cơ thể bắt đầu khởi động. Đoàn Quân hít một hơi thật sâu, hoảng sợ một lúc, chỉ thấy lúc này lớp huyền giáp hoàng phẩm cao giai đã bị lõm vào trong. Lực lượng rất lớn, chí ít có 1.000 cân lực lượng. Sắc mặt Đoàn Quân ngưng trọng, gã đã đánh giá thấp Dương Diệp rồi. Xoạt! Trong điện quang hỏa thạch, một kiếm của Dương Diệp đánh lui Đoàn Quân ngay tức thì, làm cho đám đệ tử tạp dịch phía dưới xôn xao, có ít người càng là lóe lên tia sáng hưng phấn trong mắt. Bất kể như thế nào, Dương Diệp cũng là đệ tử tạp dịch đánh lui đệ tử ngoại môn, đương nhiên bọn họ thấy hưng phấn. Gã Đoàn Quân này, sư tử vồ thỏ dùng toàn lực, gã lại khinh địch như thế, đúng là đầu người não heo, may mắn có mặc huyền giáp. Thấy thiếu chút nữa Đoàn Quân bị một kích miểu sát, mặt Giang Thu Thủy âm trầm nói. Bên cạnh vài tên đệ tử đều nhẹ gật đầu đồng ý, đồng thời cũng thở dài một hơi trong lòng. Bọn họ đều đem năng lượng thạch góp được mấy tháng đặt cược, thậm chí, có một số tham lam, đặt nhiều đến 1-2 năm, nếu như Đoàn Quân thua, hậu quả kia, thật sự bọn họ không gánh nổi rồi. Mà Bảo Nhi ở bên cạnh thì nắm chặt tay nhỏ, trong mắt lóe ra tia sáng hưng phấn. Ta thừa nhận, ta có chút khinh địch, nhưng, bây giờ ta cho ngươi biết, ngươi vẫn không có cơ hội, bởi vì, ta phải nghiêm túc rồi. Đoàn Quân nhìn Dương Diệp, huyền khí trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, theo huyền khí không ngừng rót vào trường kiếm của gã lúc này lại xuất hiện rung động nhỏ. Kiếm kỹ sao, nhìn trường kiếm trong tay Đoàn Quân phát ra từng đợt gợn sóng rất nhỏ. Dương Diệp thấp giọng nói một câu, chợt huyền khí màu kim nhạt truyền vào trường kiếm trong tay, trường kiếm lập tức hiện dần ra một chút tia sáng màu vàng nhạt, có điều những tia sáng này rất yếu, nếu như không nhìn kỹ càng, căn bản không phát hiện được. Xem ra Đoàn Quân đã nghiêm túc rồi. Dưới đài, sắc mặt âm trầm của Giang Thu Thủy đã hơi dịu đi, lần này, một chiêu phân thắng bại. Đoàn Quân muốn dùng phân linh kiếm quyết, trên mặt một gã đệ tử ngoại môn hiện vẻ tươi cười. Phân linh kiếm quyết là hoàng giai cao cấp kiếp kỹ, Đoàn Quân dám sử dụng, vậy thì đại biểu gã đã có thể xuất ra một tia kiếm khí, lần này tên đệ tử tạp dịch kia chết chắc rồi. Phân linh kiếm pháp, không ngờ rằng Đoàn Quân lại học được, ha ha, lần này tên đệ tử tạp dịch kia chết chắc rồi. Ha ha, 300 viên năng lượng thạch, đủ để ta tu luyện đến tiên thiên cảnh, ha ha. Ai, sớm biết Đoàn Quân đã học được kiếm kỹ, ta đã đánh bạc nhiều một chút. Chỉ có 100 năng lượng thạch, lần này lỗ lớn rồi. Đúng vậy, lỗ lớn rồi, thật là, gã Đoàn Quân kia cũng quá thâm hiểm. Giờ khắc này, khoảng 50 tên đệ tử ngoại môn đã thấy năng lượng thạch đầy ắp bầy ở trước mặt mình. Gặp một đám đệ tử ngoại môn hưng phấn, Bảo Nhi bất mãn hừ lạnh một tiếng, sau đó nhìn Dương Diệp trên đài, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Trên đài, trong một khắc, trong mắt Đoàn Quân dữ tợn, nắm lấy trường kiếm. Bổ một phát về phía Dương Diệp. Phân linh kiếm pháp. Nói xong, từ mũi thanh phong kiếm toát ra một tia kiếm khí trắng toát tầm 1 mét, bắn tới Dương Diệp, tốc độ kiếm khí rất nhanh, âm thanh vù vù phát ra, gần như chỉ tốn thời gian 2 lần hít thở đã đi tới trước mặt Dương Diệp. Lúc kiếm khí đi tới trước Dương Diệp 1 mét, chân phải Dương Diệp động đậy, mượn lực lượng từ mặt đất truyền đến, người bắn nhanh ra như điện, đồng thời, trường kiếm trong tay mang đầy kiếm khí trắng toát đâm tới. Suy, có lẽ là vì lực lượng quá lớn, những nơi trường kiếm Dương Diệp đi qua, có thể thấy được rõ ràng từng đợt không khí chấn động, hơn nữa còn phát ra những âm thanh xé gió sắc nhọn. Hậu phát chế nhân, nhìn thấy Dương Diệp đón đỡ, tên ngoại môn trưởng lão dưới đài khẽ nói, thú vị, lần đầu tiên gặp được người tu luyện cơ bản kiếm pháp đến cảnh giới đại viên mãn, không tệ. Bịch, trường kiếm và kiếm khí trắng toát đụng vào nhau, một đợt năng lượng nổ vang, chợt. Kiếm khí trắng toát kia giống như gặp dầu sôi, bị trường kiếm Dương Diệp cắt ngay tức khắc, tốc độ Dương Diệp không giảm, 2 lần hít thở đã mang kiếm xuất hiện trước người Đoàn Quân, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của Đoàn Quân, trường kiếm vung nhanh vào 2 chân Đoàn Quân. Mặt mũi Đoàn Quân tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi, gã cũng không thể ngờ kiếm khí của bản thân phát ra lại bị Dương Diệp đơn giản chặt đứt, đó chính là kiếm kỹ đấy, nhưng không đợi gã phục hồi tinh thần, Dương Diệp lại xuất hiện trước mặt gã một lần nữa. Trong lòng kinh hãi gần chết, bất giác dùng trường kiếm đón đỡ, sau đó lùi lại về phía sau. Đinh, đinh. Trong sân, trường kiếm của 2 người không ngừng va chạm, từng đợt âm thanh va chạm của kim loại vang lên, giống như một khúc nhạc mỹ diệu.
Thấy đoàn quân bị áp chế trên đài, lui liên tiếp về phía sau, đám đệ tử tạp dịch dưới đài hoàn toàn ngây dại, không chỉ có đệ tử tạp dịch, chính là hơn 10 tên đệ tử ngoại môn ở bên cạnh cũng đều ngây dại. Đệ tử tạp dịch đè đánh đệ tử ngoại môn, đó là đệ nhất phế vật trong lịch sử sao? Vẻ mặt hơn 10 tên đệ tử ngoại môn ở bên cạnh đầy khiếp sợ, bọn họ không ngờ rằng, kiếm khí kia lại bị Dương Diệp đâm rách, lực lượng đó lớn bao nhiêu, nhanh bao nhiêu. Nguyên bản đoàn quân có thua trận thì bọn họ cũng không sao, nhưng mà hiện tại, nếu đoàn quân bị thua, chính là có bán tất cả bọn họ cũng không trả nổi năng lượng thạch cho tiểu cô nương kia. Thấy một kiếm của Dương Diệp đâm nát kiếm khí, sắc mặt Bảo Nhi nở hoa, trong hai mắt trở nên linh động, lóe ra tia sang hưng phấn. Trên đài, kỳ thật Dương Diệp có thể sớm giải quyết đoàn quân, sở dĩ còn dây dưa là vì hắn đang luyện kiếm. Kiếm pháp căn bản hắn đã luyện cực kỳ thành thục, chính là có nhắm mắt lại đều có thể thi triển ra, nhưng hắn thiếu khuyết chính là thực chiến, bây giờ có cơ hội này, đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Dương Diệp càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng nhẹ nhàng, mà đoàn quân càng đánh càng mệt mỏi, càng đánh càng cảm thấy cố hết sức. Dương Diệp đánh tới đánh lui chỉ có mấy chiêu, tuy chỉ có mấy chiêu, nhưng mấy chiêu ấy đều vận dụng linh hoạt, quả thực khiến cho gã đau đầu, hơn nữa tốc độ cùng lực lượng của Dương Diệp càng làm cho gã khiếp sợ, gã không có nghĩ tới, kiếm pháp căn bản lại có uy lực như vậy. Đến lúc kết thúc, cảm thụ được kiếm pháp căn bản ngày càng trở nên thuần thục, khóe miệng Dương Diệp hơi nhấc lên, chợt, tốc độ của trường kiếm trong tay nhanh hơn, mãnh liệt triển khai thế công đối với đoàn quân. Thấy Dương Diệp đột nhiên phát lực, trong lòng đoàn quân hoảng hốt, kiếm chiêu vừa loạn, con mắt Dương Diệp lóe sáng, trường kiếm thần tốc nhắm đến trước ngực đoàn quân, trong lòng đoàn quân giật mình, lập tức vội vàng đón đỡ, đúng lúc này, trường kiếm Dương Diệp đột nhiên biến chiêu, dùng một góc độ cực kỳ xảo diệu đâm vào chỗ tay phải đoàn quân. A! À, bàn tay bị đâm trúng, một đoàn máu tươi tuôn ra, trong khoảnh khắc đó đoàn quân bị đau đớn khiến cho kêu thảm thiết một tiếng, thanh phong kiếm chợt rời khỏi tay, rơi xuống dưới đài, đồng thời, xuất hiện một thanh trường kiếm, hiện ra hàn quang kê tại cổ của gã rồi. Đoàn quân thất bại. Thấy trường kiếm Dương Diệp đặt tại cổ đoàn quân, tại thời khắc này tiếng huyên náo lúc trước đã biến mất không thấy gì nữa, một chút âm thanh dưới đài cũng không có, có thể nghe được cả tiếng kim rơi, mọi người hoàn toàn ngây dại. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đoàn quân trắng bệch, không ngăn được toàn thân run lên, hai người ở bên cạnh gã không biết đã chạy đi đâu, giờ khắc này, tâm gã như cho tàn. Ha ha, lần này Bảo Nhi cười rộ lên, quơ tay múa chân, mắt đẹp liếc nhìn đám đệ tử ngoại môn bên cạnh, giống như đang nói, xem đi, vẫn là ánh mắt của ta hơn. Mặt mũi mười mấy tên đệ tử ngoại môn bị Bảo Nhi nhìn xem giờ phút này đầy vẻ đờ đẫn, bọn họ không cách nào ngờ rằng, đoàn quân sử dụng kiếm kỹ vẫn bị đánh bại, đến bây giờ bọn họ cũng không thể tiếp nhận kết quả này. Trên đài, Dương Diệp nhìn đoàn quân hai mắt hoảng sợ, nói ta có thể không giết ngươi. Nghe vậy, sắc mặt đoàn quân vui vẻ, chợt nói, thật sự. Giống như nghĩ tới điều gì, lại nói, ngươi nói đi, ngươi muốn điều kiện gì? Tài nguyên tu luyện của ngươi, còn có kim tệ nữa. Dương Diệp nói, được, đoàn quân vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một cái túi cùng một tờ thiệp màu bạc từ trong lồng ngực ra đưa cho Dương Diệp, nói, trong này có 20 viên năng lượng thạch, ta mới lãnh hôm nay, còn tấm thiệp này, trong đó có khoảng 1 vạn kim tệ, bất kỳ chỗ nào ở Đại Tần Đế Quốc đều có thể đổi lấy. Ngờ thấy có 1 vạn kim tệ, Dương Diệp nheo mắt, chợt cất cái túi cùng tấm thiệp đi. Thấy Dương Diệp nhận lấy cái túi cùng tấm thiệp, sâu trong đôi mắt đoàn quân hiện lên một tia oán độc, thầm nghĩ, người chờ đấy, thù ngày hôm nay, ngày sau ta sẽ hoàn trả gấp 100 lần. Sau khi nhìn thấy trong túi thật có 20 viên năng lượng thạch, Dương Diệp gật đầu nhìn đoàn quân cười, thấy Dương Diệp cười, đoàn quân thở dài một hơi trong lòng, nhưng mà, đúng lúc này, hai mắt Dương Diệp nhíu lại, trường kiếm trong tay vung lên nhắm vào hai chân đoàn quân. A! À, trên đài vang lên một tiếng kêu thảm thiết thê lương, chỉ thấy hai tay hai chân đoàn quân bị chặt đứt tận gốc, máu tươi chỗ hai tay hai chân đoàn quân phun ra như suối, sắc mặt đoàn quân bị đau đớn kịch liệt khiến cho vặn vẹo. Vì sao? Đoàn quân nằm trên mặt đất, đối với Dương Diệp gào thét điên cuồng. Dương Diệp cười nhạo một tiếng, nói ta đã nói không giết ngươi, nhưng chưa nói qua không phế bỏ ngươi, giữ một cái tai họa bên cạnh, ta không ngủ yên được. Nói xong, Dương Diệp tức thì ngồi lên mặt đất, lấy ra một viên năng lượng thạch khôi phục huyền khí trong cơ thể.
Nghe thấy Dương Diệp lời nói, Đoàn Quân tức giận phun một ngụm máu tươi, sau đó nằm trên mặt đất điên cuồng mắng chửi. Dưới đài, trưởng lão ngoại môn kia nhìn Đoàn Quân nằm trên mặt đất, lắc đầu, sau đó sai người mang xuống dưới. Này, lấy năng lượng thạch ra đây. Dưới đài, Bảo Nhi chạy tới trước mặt bọn người Giang Thu Thủy, đưa ra bàn tay nhỏ bé, nói ta thắng rồi, các ngươi phải đưa ta tổng cộng 1.900.000 viên năng lượng thạch, mau cầm tới đi. Nghe vậy, sắc mặt 50 tên đệ tử ngoại môn trong chốc lát trắng bệch. Nhìn thấy sắc mặt đám đệ tử ngoại môn, hai mắt Bảo Nhi híp lại, nói, làm sao, có phải là các người thấy ta nhỏ, định không trả cho ta? Giang Thu Thủy nheo mắt nhìn Bảo Nhi, vài tia thần quang trong mắt lóe lên, sau đó lộ ra một nụ cười, nói, sao lại không trả? Người cũng biết, trên người chúng ta không có nhiều như vậy năng lượng thạch, hay là, người đi theo chúng ta lấy, thế nào? Nghe vậy, mọi người sau lưng Giang Thu Thủy liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên hàn quang lạnh lẽo, sau đó mọi người nhẹ nhàng gật gật đầu, biểu thị tán thành cách làm của Giang Thu Thủy. Lúc này đây, để bọn họ lấy ra một khoản năng lượng thạch nhiều như vậy, bọn họ cũng không sao lấy ra được, mà kể như lấy ra được, chắc chắn bọn họ cũng không đưa. Nếu không cầm ra được, cũng chỉ có một biện pháp, đó là diệt trừ tiểu cô nương trước mắt này. Mặc dù biết tiểu cô nương trước mắt này thân phận không bình thường, thế nhưng lần này bọn họ cũng không có cách nào khác, mấy trăm ngàn viên năng lượng thạch, dù là trưởng lão ngoại môn cũng không lấy ra được. Lúc này đây, mọi người cùng chung ý nghĩ cực kỳ ăn ý rồi. Nghe được lời nói của Giang Thu Thủy, Bảo Nhi liếc mắt nhìn đám đệ tử ngoại môn, thấy mọi người không ai phản đối lời nói Giang Thu Thủy, ngón tay lập tức chỉ vào mọi người, cười lạnh nói, được, được, các ngươi cho là Bảo Nhi ngu ngốc sao? Một tháng đệ tử ngoại môn các ngươi chỉ có 20 viên năng lượng thạch, xếp thứ nhất trên ngoại môn bảng mỗi tháng cũng chỉ có 100 viên, các ngươi lấy đâu ra năng lượng thạch nhiều như vậy? Là muốn lừa gạt Bảo Nhi đến nơi vắng vẻ, sau đó giết chết Bảo Nhi, đúng không? Nghe vậy, nụ cười Giang Thu Thủy cứng đờ, y không nghĩ tới tiểu cô nương trước mắt này hiển nhiên cơ trí như thế, lập tức cười nói, chúng ta là đệ tử ngoại môn, sao lại làm ra chuyện giết người? Ta nói là sự thật. Nếu ngươi nguyện ý đi theo chúng ta nhất định sẽ trả cho ngươi năng lượng thạch, nếu như ngươi không muốn theo chúng ta lấy, chúng ta cũng không có cách, các ngươi nói có đúng hay không? Nói xong, liếc mắt nhìn mọi người phía sau. Đúng vậy, tiểu cô nương, nếu như ngươi không theo chúng ta lấy, chúng ta cũng không có biện pháp. Chúng ta đều là đệ tử ngoại môn, chẳng lẽ còn đi lừa ngươi chút năng lượng thạch hay sao? Đúng đấy, tiểu cô nương, ngươi theo chúng ta lấy đi. Chúng ta sẽ trả năng lượng thạch cho ngươi, ngươi nhìn chúng ta đi, có giống người lừa gạt hay sao? Thấy đám người chơi xấu, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bảo Nhi tức giận đến đỏ bừng, ngón tay chỉ vào đám người, nói, được, 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 từ xưa tới nay còn chưa có ai dám khi dễ Bảo Nhi, các ngươi chờ đấy, chờ đấy. Nói xong, Bảo Nhi chạy về phía sinh tử đài. Nhìn thấy Bảo Nhi tức quá bỏ đi, đám đệ tử ngoại môn nhất thời thở dài một hơi, sau đó nhìn Bảo Nhi. Xem nàng chuẩn bị muốn làm gì. Nhìn Bảo Nhi chạy lên trên sinh tử đài, người trưởng lão dưới đài kia nhướng mày, khi thấy trước ngực Bảo Nhi có chữ phù, chân mày lại nhíu sâu hơn, nhẹ giọng nói tiểu ma nữ này, tại sao nàng tới nơi này. Thấy Bảo Nhi chạy lên sinh tử đài, Dương Diệp đang hấp thu năng lượng thạch bỗng mở hai mắt ra, nhìn thấy Bảo Nhi bất thình lình xuất hiện, đang chuẩn bị chào hỏi, nhưng vào lúc này, Bảo Nhi đưa tay ra chỉ vào đám đệ tử ngoại môn xa xa. Lớn tiếng nói ta, Bảo Nhi ta tuyên bố, từ nay về sau, tất cả phù lục làm phần thưởng cho đệ tử ngoại môn, phù phong sẽ không cung cấp tất cả huyền bảo của trưởng lão ngoại môn, phù phong sẽ không tiếp nhận sửa chữa minh văn. Nói chung, chỉ cần liên quan đến hai chữ ngoại môn, phù phong cự tuyệt cung cấp mọi phục vụ. Nghe được lời nói của Bảo Nhi, đầu tiên là mọi người sửng sốt, sau đó là ha ha cười rộ lên, ngay cả bên này đệ tử ngoại môn Giang Thu Thủy đều cười phá lên. Nàng cho rằng là nàng là ai? Tông chủ sao? Cười chết ta rồi. Cự tuyệt cung cấp phần thưởng phù lục cho đệ tử ngoại môn, không phải nàng bị tức đến nổi điên đấy chứ? Từ lúc ta đến kiếm tông, đây chính là chuyện cười lớn nhất, ha ha. Lúc nghe được lời nói của Bảo Nhi, sắc mặt Tào Hỏa ở dưới sinh tử đài lập tức đại biến, lão nhân quay đầu nhìn một chút những đệ tử ngoại môn đang cười to, lập tức quát lên, câm miệng. Âm thanh được huyền khí bao phủ. Giống như tiếng sấm, vang lên ầm ầm bên tai mấy trăm đệ tử ngoại môn. Sắc mặt mấy trăm tên đệ tử ngoại môn lúc này đại biến,
nhìn về phía trưởng lão ngoại môn đang phẫn nộ, không biết vì sao đối phương quát tháo. Tào Hỏa không để ý đám đệ tử ngoại môn, mà là thân hình khẽ động, trực tiếp xuất hiện ở trên sinh tử đài, nhìn Bảo Nhi còn đang tức giận, Tào Hỏa vốn đang nghiêm trọng nở nụ cười, nói, thì ra là Bảo Nhi, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi đến nơi này nha? Thấy một màn như vậy, đám đệ tử ngoại môn dưới đài lộc bộc một tiếng trong lòng, bọn họ biết, việc này lớn rồi. Nhìn thấy trưởng lão trước mắt này đột nhiên xuất hiện trên sinh tử đài, sắc mặt Dương Diệp ngưng trọng, thầm nghĩ, cường giả vương giả cảnh. Đằng sau huyền giả cửu phẩm là tiên thiên, mà sau tiên thiên mới là vương giả cảnh, lão nhân trước mắt này có thể phi hành không cần mượn ngoại vật, như vậy cũng chỉ có vương giả cảnh mới có thể làm được. Cường giả vương giả cảnh lại tôn kính với Bảo Nhi như vậy, Dương Diệp càng tò mò đối với thân phận Bảo Nhi. Thấy lão nhân mặc y phục trưởng lão ngoại môn, Bảo Nhi lập tức hừ lạnh một tiếng, nói chính ngươi hỏi bọn hắn, ta cho ngươi biết, nếu như ngươi không cho ta một lời giải thích, về sau Phù Phong sẽ không hoan nghênh đệ tử ngoại môn cùng trưởng lão ngoại môn các ngươi. Nghe vậy, Tào Hỏa cười khổ một tiếng, sau đó khẽ động thân hình, hóa thành một làn tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Giang Thu Thủy mọi người, lạnh giọng nói, đã xảy ra chuyện gì, nếu dám giấu giếm, phế bỏ tu vi toàn thân, trục xuất kiếm tông. Trong lòng mọi người nhất thời sợ hãi, đâu dám giấu giếm, lập tức thành thật khai báo tất cả. Nghe tới thiếu nợ tiểu ma nữ hơn một vạn năng lượng thạch, khuôn mặt Tào Hỏa dài ra, nghe tới đám người muốn Bảo Nhi cùng họ đi lấy, ánh mắt Tào Hỏa lập tức lạnh như băng, người ta kinh nghiệm dày dặn, còn không biết mục đích đám người này. Lạnh lùng liếc mắt nhìn mọi người, nói, mấy trăm ngàn viên năng lượng thạch, còn để cho nàng cùng các ngươi đi lấy, muốn giết người diệt khẩu sao? Được, rất được. Ta thật là muốn một trưởng vỗ chết các ngươi. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi nếu không thể cầu nàng thu hồi lời nói vừa rồi, ta cam đoan, các ngươi sẽ trở thành kẻ thù của tất cả trưởng lão ngoại môn cùng đệ tử ngoại môn. Nghe được lời nói Tào Hỏa, sắc mặt mọi người trắng bệch không một tia huyết sắc, Giang Thu Thủy hướng về phía lão nhân ôm quyền, cung kính nói trưởng lão, tiểu cô nương kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mặc kệ là thần thánh phương nào. Tào Hỏa quát lên, hiện tại, mỗi người các ngươi đi mượn năng lượng thạch, tìm bằng hữu của mình, còn có trưởng lão ngoại môn, nói rõ ràng chuyện các ngươi và tiểu cô nương đó với các trưởng lão, vì lợi ích của chính bọn họ sẽ cho các ngươi mượn. Trưởng lão, con số thật sự hơi nhiều, đây. Mặt Giang Thu Thủy lộ vẻ khó xử, khổ sở nói. Các ngươi muốn bị phế tu vi, trục xuất kiếm tông sao? Tào Hỏa lạnh lùng nói. Nghe vậy. Thân thể mọi người run lên, bây giờ bọn hắn mới biết được việc này chính là chuyện lớn, lập tức không dám nói nhảm, vội vã đi mượn năng lượng thạch. Trên đài, sau khi nghe xong câu chuyện Bảo Nhi cùng đám đệ tử ngoại môn, trong tim Dương Diệp giống như có một dòng nước ấm chảy qua, hắn không nghĩ tới, tiểu cô nương trước mắt này lại tín nhiệm hắn như thế, vì hắn lại dám cùng người khác đánh cuộc mấy trăm ngàn năng lượng thạch. Hừ, lần này ta quyết không buông tha bọn họ đơn giản như vậy. Lại nghĩ giết ta diệt khẩu. Nghĩ đến đám đệ tử ngoại môn vừa nãy, Bảo Nhi càng nghĩ càng giận. Nàng, từ nhỏ đến lớn, còn chưa bị người nào khi dễ. Lão nhân lúc trước lần nữa xuất hiện trên sinh tử đài, chứng kiến Bảo Nhi còn chưa tiêu tan tức giận, trong lòng lão nhân hít một hơi, sau đó cười nói, Bảo Nhi, ngươi xem, ta đã cho bọn họ đi thu xếp năng lượng thạch, ngươi xem, những lời vừa rồi không tính nữa, ngươi thấy đúng không? Bảo Nhi hừ một tiếng. Nói ta sẽ không thu hồi lời nói vừa rồi của ta cho ngươi biết, các ngươi thua, nên trả ta năng lượng thạch, các ngươi không muốn trả, còn muốn lừa gạt Bảo Nhi đến nơi vắng vẻ giết người diệt khẩu. Lão già, ta cho ngươi biết, gia gia ta đã trở về, các ngươi nhất định phải chết, sau này trưởng lão ngoại môn các ngươi cũng đừng hòng tới Phù Phong tìm gia gia của ta cầu xin minh văn. Nghe được lời nói Bảo Nhi, nụ cười Tào Hỏa cứng đờ, trong lòng đều đã thăm hỏi một lần cả nhà đám đệ tử ngoại môn này. Mấy chục người tự tìm đường chết thì thôi đi, còn muốn liên lụy trưởng lão ngoại môn bọn họ, lập tức nặn ra một nụ cười, ôn nhu nói, Bảo Nhi, tiểu tổ tông, việc này không liên quan đến trưởng lão ngoại môn chúng ta. Chuyện này đừng nói cho ra ra ngươi, có được hay không? Không được, Bảo Nhi oán hận nói, ta muốn nói cho ra ra, đệ tử ngoại môn các ngươi khi dễ ta. Thấy Bảo Nhi lại tức giận, Tào Hỏa cũng không còn cách nào, bà cố tổ trước mắt này. Người nào dám đắc tội đây? Khoảng chừng nửa canh giờ sau, đám người Giang Thu Thủy tới. Lần này không chỉ bấy nhiêu đệ tử ngoại môn,
còn có bốn người trưởng lão ngoại môn mặc trường bào trắng xanh, Dương Diệp còn nhận ra một người trưởng lão trong đó, chính là Thiên trưởng lão. Nhìn thấy Thiên trưởng lão, Dương Diệp vội vàng hướng về Thiên trưởng lão thi lễ một lần. Thiên trưởng nhìn về phía Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt rơi trên người Bảo Nhi, mấy người bọn hắn vội tới đây thỉnh tội với tiểu ma nữ này. Lúc bốn gã trưởng lão ngoại môn nhìn thấy Bảo Nhi, sắc mặt bốn người hơi biến, một tên trưởng lão mặt tròn trong đó hướng về phía Bảo Nhi cười cười, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn, nói, Bảo Nhi, trong này có 1.900.000 viên năng lượng thạch, ngươi, lấy ra không gian giới chỉ của ngươi, ta sẽ lập tức chuyển cho ngươi. Nói đến 39 vạn năng lượng thạch, khuôn mặt người trưởng lão này đều co quắp một hồi, đang rỉ máu trong lòng, đó là trưởng lão ngoại môn cùng đệ tử ngoại môn vất vả kiếm ra, bởi vì lần đánh cuộc này, có thể nói toàn bộ ngoại môn đã hết sức sống rồi. Bảo Nhi hừ lạnh một tiếng, cầm lấy giới chỉ của lão già, sau đó đưa về tiểu yếm trước ngực, vừa động tâm niệm, giới chỉ nhất thời phóng ra một hồi ngân quang, một lát sau, Bảo Nhi đem giới chỉ trả lại cho lão già. Giống như nghĩ đến cái gì, vừa đưa tay ra lại rụt trở về, giơ lên giới chỉ trong tay, nói cái này cũng cho ta, ngươi không có ý kiến chứ. Tay trưởng lão mặt tròn ngưng lại một hồi, biểu tình trên mặt cực kỳ đặc sắc, sau một lát, cười khan một tiếng, nói, không có, không có, không có ý kiến. Đồng thời giận mắng trong lòng, các ngươi là lũ khốn kiếp, xem ta trở về xử lý các ngươi, một cái không gian giới chỉ, giá trị 10 vạn kim tệ đấy. Cứ như vậy mất đi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.